Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Động. Tập 44. Chương 431. Cuộc săn hỏa năng. Rừng rậm mịt mờ trải rộng với đủ loại ma thú. Cứ cách một đoạn thời gian là lại có khí tức hung hãn của ma thú tràn ngập từ bên trong cánh rừng bạo xuất rồi. Hướng về phía đội hình được tạo bởi những con sư thú trên bầu trời này mà phát ra những tiếng giống đầy giận dữ. Ngẫu nhiên còn có thể có một ít ma thú phi hành theo dấu mà đến. Nhưng khi tiếp cận đội hình khoảng cách 100 mét liền bị khí thế đáng sợ từ cơ thể 4 người hổ kiền mạnh mẽ trào ra làm cho sợ hãi mà bỏ chạy. Bất quá điều này cũng không phải là hoàn toàn. Bên trong đại sơn mờ mịt, vô tận này, ma thú trải rộng dày đặc, tự nhiên sẽ không thiếu một ít ma thú thực lực khủng bố. Bởi vậy, sau nửa giờ phi hành bắt đầu có không ít ma thú thực lực cường hoành không để ý đến khí thế áp bách của 4 người hổ kiền mà mạnh mẽ đánh sâu vào đội hình. Mà lúc này, từ hổ kiền cho đến 3 lão giả, 4 người phía sau bắt đầu biểu hiện ra thực lực làm người ta rung động không thôi. Chỉ một lần phất tay, năng lượng hùng hồn như lôi đình xẹt qua phía chân trời rồi bọn người Tiêu Viêm chỉ nghe thấy một âm thanh trầm muộn và thế là bên kia đã có vài ma thú khổng lồ bị nổ tung. Máu tươi bay đầy trời, một đường phi hành với đủ loại ma thú hung lệ xông tới nhưng vẫn tuyệt nhiên không có một đầu ma thú nào có thể xuyên qua vòng phong tỏa của bọn hổ kiền 4 người. Phía trên sư thiếu, đám người Tiêu Viêm ngạc nhiên nhìn những thân thể ma thú nổ tung, từ hơi thở của chúng mà nói, cơ hồ phần lớn ma thú đều có sức mạnh lấy một chống lại một người bên họ. Nhưng ngay cả như vậy, đám người hổ kiền tùy tiện giơ tay nhấc chân là hóa chúng thành huyết vụ. Lực lượng như vậy thật sự là làm cho người ta thèm muốn không thôi. Khó trách cần phải hộ tống trên đường, không nghĩ tới ở sâu trong hậu sơn của học viện mà lại nguy hiểm đến thế. Nếu là xuyên qua rừng rậm thì lấy thực lực những học viên như chúng ta, chỉ sợ không vài người có thể còn sống mà đi qua. Tại khoảng cách ước chừng 50 mét lại một lần nữa huyết vụ nổ tung, Tiêu Viêm nở nụ cười. Khi mà đội ngũ bay vút qua sơn mạch mờ mịt, bằng vào linh lực xuất sắc, hắn cảm giác được rõ ràng. Bên trong sâm lâm rậm rạp phía dưới thậm chí có hơi thở ma thú cấp bậc ngũ giai đấu vương xuất hiện. Chỉ có điều, ma thú tới cấp bậc này là những ma thú đã có trí tuệ không kém gì nhân loại, cho nên chúng nó tự nhiên là không thể nào không nhìn ra thực lực khủng bố của đám người hổ kiền. Vì thế chúng sẽ không giống như những loại ma thú chỉ có một chút thực lực mà không để ý tới tính mạng mà hướng vào đội hình sư thiếu công kích. Chúng ít nhiều cũng hiểu được thế nào là kiêng kỵ. Nói theo cách khác, cho dù là có bọn hổ kiền 4 gã cường giả đấu hoàng hộ tống, chỉ sợ đội ngũ sư thiếu bọn họ cũng không có khả năng không tổn hại mà đạt được mục đích. Một đường phi hành, một đường huyết vụ, bọn hổ kiền 4 người như một loại mũi nhọn trực tiếp xuyên qua một trời ma thú, tạo ra một thông đạo. Thực lực đấu hoàng cường giả là mạnh mẽ như vậy đó. Loại va chạm mãnh liệt như vậy kéo dài hơn 1 giờ sau, tốc độ phi hành của đội hình sư thiếu rốt cục dần chậm lại. Cảm nhận được tốc độ chậm lại, Tiêu Viêm đem ánh mắt đảo qua phía trước, liền thấy có điều nghi hoặc. Dưới chân ngoại trừ có khe núi sâu không thấy đáy, địa phương khác vẫn là rừng cây vô tận, đừng nói cái gì nội viện, một bóng người cũng không thấy. Sao lại thế này? Đám người Huân Nhi hai, mặt cùng dò xét, trong mắt tất cả mọi người đều hiện lên một vẻ nghi hoặc, đang hạ xuống. Ánh mắt sắc bén dần biến mất. Mà khí thế mạnh mẽ trong cơ thể hổ kiền dâng lên lúc trước cũng lặng yên lùi về trong cơ thể. Hắn tủm tỉm cười phất phất tay, 10 đầu sư thiếu liền động cánh, chậm rãi hạ xuống khe núi phía đối diện ở dưới mà đi. Sư thiếu như một bóng mờ mang theo cuồng phong yên ổn dừng trên mặt đất, đám người Tiêu Viêm quan sát trước sau, nhìn nhau ra hiệu liền lắc mình nhảy xuống sư thiếu. Thi nhau nhảy xuống đất, ánh mắt đám học viên nhìn xung quanh, khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu. Đây là đâu? Chẳng lẽ nội viện là ở chỗ này? Hổ gia rơi xuống sau, không nhịn được trước hết hướng hổ kiền hỏi, mà những người khác nghe được cũng đem ánh mắt toàn bộ hướng về phía hổ kiền, đương nhiên bọn họ cũng muốn biết được đáp án. Nội viện không phải là cứ như vậy tiến vào. Hổ kiền nhàn nhạt cười cười, tại ánh mắt soi mói của mọi người, chậm rãi tiến về phía trước 10 bước. Sau đó cước bộ dừng lại, bàn tay vung lên, một đạo năng lượng từ đó bạo xuất, cuối cùng vọt tới không gian trước mặt. Chợt, một màn quỷ dị hiện lên, chỉ thấy tại thời điểm năng lượng kia bắn qua một chỗ không gian trống rỗng mang theo từng đợt nước gợn sóng. Từng đợt này cấp tốc dao động,
Cuối cùng một cái đại môn đạm màu cao lớn chừng 7,8 trượng trống rỗng hiện lên. Nhìn cái đại môn màu bạc kia quỷ dị xuất hiện, đám người Tiêu Viêm đều cả kinh, hiển nhiên bọn họ đều không nghĩ tới, địa phương nhìn như cực kỳ bình thường lại cất giấu điều ảo diệu như vậy. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, đại môn màu bạc mang theo tiếng vang thanh thúy, từ từ mở ra, sau đại môn cũng là một sâm lâm rậm rạp. Nhìn cảnh vật trước mắt tựa hồ không có gì khác nhau mà đều là rừng rậm. Đi theo ta phất phất tay, Hồ Kiên liền dẫn đầu bước vào bên trong đại môn. Sau đó, mấy chục học viên tò mò theo sát mà đi. Tiêu Viêm vẫn chưa đi lên mà hắn đứng ở phía sau nhìn mấy người bên kia đi vào đại môn màu bạc, sau đó lại đem ánh mắt hướng về không gian phía ngoài đại môn quan sát. Mà mang theo sự kinh ngạc, hắn thấy mấy người bên kia đi vào đại môn màu bạc, giống như tiến vào một không gian khác, rồi cứ như vậy tiêu thất trong hư không. Thật là kỳ dị, chứng kiến một màn này làm cho Tiêu Viêm lắc lắc đầu sợ hãi than, nghĩ tới tàng thư các trước kia lại khiến hắn thoáng chốc giật mình. Quả là thủ đoạn của siêu cấp cường giả, đích thực ở trình độ hiện tại, mình khó có khả năng giải thích. Trong lòng kinh thán, Tiêu Viêm lúc này mới cất bước đuổi kịp đội ngũ, sau đó xuyên qua đại môn, cũng là biến mất. Lúc sau, mọi người kể cả 10 đầu sư thiếu đều đã đi vào đại môn màu bạc, lúc này đại môn mới chậm rãi đóng lại. Cuối cùng một vòng năng lượng gợn sóng khuếch tán ra, đại môn dần dần tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Bây giờ, khu vực này lại biến thành một sâm lâm cực kỳ bình thường. Cước bộ bước qua đại môn, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy tinh thần nhất thời hoảng hốt, hai chân liền đạp mạnh lên mặt đất. Ánh mắt hướng phía trước đảo qua, ngay lập tức kinh ngạc bởi cảnh tượng trước mặt vẫn là rừng rậm cùng lúc trước giống nhau. Chẳng qua lúc này, tại lối vào rừng rậm không biết khi nào đã xuất hiện hai lão giả cho đến vài tên trung niên đại hán. Mặt khác tại phía sau họ còn đứng gần khoảng 20 người trẻ tuổi, Tiêu Viêm tầm mắt đảo qua trên người bọn họ, chỗ ngực đều đeo huy hiệu khắc giống như tháp trạng đồ văn. Ha ha, Hổ lão nhân, ngươi mỗi lần đều đúng giờ như vậy, để ngươi hộ tống tân sinh quả là rất yên tâm. Năm nay tân sinh thế nào? Lúc này một vị trong hai lão giả nhìn tới nhóm người, cười tủm tỉm hướng phía Hồ Kiền cười nói. Cũng không tệ lắm, so với năm trước còn tốt hơn một chút. Hồ Kiền cười cười nói, không nghĩ rằng năm nay tới phiên hai lão đầu các ngươi thường trực, xem ra cũng mệt mỏi a. Không có biện pháp, hai lão giả bất đắc dĩ lắc đầu. Năm người các ngươi lại đây. Hồ Kiền xoay người nhìn nhóm đi vào phía sau rồi hướng phía năm người Tiêu Viêm vẫy vẫy tay, chỉ vào hai lão đạo, đây là hai vị nội viện trưởng lão. Vị này chính là Tô trưởng lão, và vị này là Khánh trưởng lão. Các ngươi về sau ở bên trong viện, có việc gì thì cứ tìm họ. Ha ha, năm tiểu tử này là năm người qua thi đấu tuyển chọn ra top 5 của năm nay. Thực lực cũng không tệ. Câu nói sau cùng, tự nhiên là Hồ Kiền nói với Tô, Khánh nhị vị trưởng lão. À, nghe vậy, vị trưởng lão ánh mắt đảo qua năm người hơi kinh ngạc, cuối cùng khẽ gật đầu, như vậy, năm nay chính là có thể lấy được top 5, tiềm lực đích thực là so với lần trước tốt hơn rất nhiều. Yêu, nữ hài tử xinh đẹp, xem ra mỹ nữ nội viện lại nhiều hơn hai người nữa rồi. Lúc năm người Tiêu Viêm đi ra, phía sau vài tên trung niên nhất thời nhãn tính sáng lên, huýt sáo cười nói. Câm miệng cho ta, ai mà tiếp tục nhiều lời, khấu trừ 5 ngày tháp tu. Tô trưởng lão xoay người hét lên khiển trách. Mấy người trẻ tuổi bên kia đang cợt nhả lợi mã liền ngừng lại. Hiển nhiên việc khấu trừ cái gọi là thời gian tháp tu làm cho bọn họ cực kỳ kiêng kỵ. Đem đám người trẻ tuổi lắm miệng kia khiển trách, lúc này Tô trưởng lão mới quay đầu đối với Tiêu Viêm chậm rãi nói, các ngươi đều là mới tới, ta hy vọng các ngươi có thể tận lực thích ứng nơi này. Nói vậy, các ngươi đã đạt được ưu đãi rất lớn, nhìn xem những tên hỗn đản này, năm rồi mặc dù bọn họ thông qua cuộc thi tuyển ngoại viện, nhưng là bài danh cuối cùng, mà nay vẻn vẹn một năm thời gian, ta dám nói thực lực của bọn họ, khi ngươi nhóm trong lúc đó tuyệt đối có thể đi vào top 10 nghe vậy. Tiêu Viêm nao nao, đem ánh mắt hướng mấy người trẻ tuổi bên kia, ánh mắt nhỏ ngưng, hắn có thể cảm giác được, thanh niên đó đích xác rất mạnh, tại đám người bên kia hoàn toàn có thể thắng người của bọn họ. Mà trong năm thi vừa rồi lại bài danh cuối cùng, từ điểm này có thể nhìn ra, thực lực những người này trong một năm qua đột ngột tăng mạnh như thế nào. Tốt lắm, cũng không nói nhảm nữa, mặc dù các ngươi đã thông qua cuộc thi tuyển, đạt được tư cách đi vào nội viện, nhưng mà như vậy là vẫn chưa xong. Tô trưởng lão cười cười, bàn tay giương lên. Một bó to tinh phiền màu tối đen xuất hiện trong tay,
Hắn tùy tay nhất trịch, tinh phiến bạo xuất, chợt giống như có mắt, trôi nổi trước mặt mọi người, đám người Tiêu Viêm đưa tay cầm lấy. Tinh phiến vào tay, đám người Tiêu Viêm nhất thời cảm giác được một cỗ nhiệt lượng kỳ dị từ giữa thẩm thấu mà ra. Ngay lúc đó bọn họ cúi xuống tinh tế đánh giá, tại phía trên tinh phiến có một cái mặt kính trong suốt, trên mặt kính ẩn một con số màu đỏ thật to, ngũ. Đây là ý gì? Nhìn con số màu đỏ, Tiêu Viêm có chút nghi hoặc, ánh mắt vừa nhấc lại là có chút kinh ngạc nhìn đám người trẻ tuổi ở phía sau đám trung niên. Giờ này con ngươi như phún hỏa đang nhìn tinh phiến tối đen trong tay đám người mình, trong ánh mắt thèm nhỏ dãi không chút nào che giấu. Bởi vì có giải thích cũng khá là phiền toái, mà về sau các ngươi sẽ tự hiểu được. Nhưng, bây giờ các ngươi chỉ cần biết là đem tinh phiến trong tay các ngươi bảo quản cho tốt, rồi chờ các ngươi đi vào nội viện, sẽ hiểu nó có tầm quan trọng như thế nào đối với các ngươi. Đương nhiên, các ngươi nhìn ánh mắt đám người kia có lẽ sẽ hiểu một chút. Đến câu cuối cùng, ngón tay Tô trưởng lão chỉ đám người trẻ tuổi kia cười nói. Tiêu Viêm cùng Huân Nhi hai mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, tinh phiến trong tay nhoáng lên một cái liền tiến vào trong nạp giới. Kế tiếp các ngươi phải đi vào rừng rậm, sau đó tới điểm cuối của rừng rậm là thành công đến nội viện. Tô trưởng lão ngón tay vẫn như cũ dừng lại ở đám người trẻ tuổi thản nhiên mà nói, mà khi các ngươi xuyên qua mảnh rừng rậm này thì phải cẩn thận bọn họ. Chiếu theo quy củ của nội viện, ở mảnh rừng này họ có thể tùy tiện xuất thủ. Nói cách khác bọn họ có thể công kích các ngươi. Nhớ kỹ, cái con số mặt trên tinh phiến trong tay các ngươi, đối với bọn họ có sức dụ hoặc rất lớn, cho nên bọn họ ngoại trừ giết người ra. Bọn họ có thể dùng hết mọi thủ đoạn để lấy được hỏa năng trên mặt của tinh phiến trong tay các ngươi. Cái từ hỏa năng này, về sau các ngươi sẽ thấy rất quen thuộc và rất đáng yêu, nhưng bây giờ các ngươi phải tránh thoát bọn họ hoặc đánh bại họ. Chỉ cần không bị họ bắt lấy, thuận lợi tới nội viện, như vậy các ngươi sẽ có thưởng. Càng tới sớm, phần thưởng càng phong phú. Ngón tay Tô trưởng lão đột nhiên rời về phía rừng rậm tối đen phía sau, đối với việc cướp đoạt trong rừng rậm, nội viện chúng ta đem nó xưng là cuộc săn hỏa năng. Giờ ta tuyên bố, cuộc săn hỏa năng lần này chính thức bắt đầu. Các học trò, bắt đầu chạy trốn chết đi. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 432, Đội trưởng. Trong khu rừng rậm rạp, ánh mặt trời len lõi từ khe hở lá cây chiếu xuống, chiếu xạ thành nhiều điểm sang lên trên đám lá khô đang phủ kín cả mặt đất, làm cho toàn bộ khu rừng hiện lên vó vẻ mộng ảo. Trong khu rừng tĩnh lặng, bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, thanh âm từ xa đến gần, lát sau, năm đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện. Năm người trông có vẻ là một tiểu đội, nhưng lại không ngừng tranh cãi ầm ĩ với nhau, âm thanh mắng nhiếc vang lên bén nhọn. Quanh quẩn trong khu rừng oạch, các vị thật là nhàn rỗi a, dĩ nhiên dưới loại tình huống này mà còn có tâm tình nhàn nhã để cãi nhau. Một thanh âm trêu tức nhàn nhạt đột nhiên vang lên. Năm thân ảnh đang di chuyển đột nhiên cứng đờ lại, vội vã ngẩng đầu, nhìn lên nhánh cây phía trên đầu họ, có năm người thanh niên đang đứng, trên ngực họ đều đeo một loại huy chương giống nhau. Mà lúc này, năm người thanh niên mang theo vẻ mặt giễu cợt nhìn năm người phía dưới, giống như là mèo thấy chuột vậy. Các người đến đây là để cướp cái gọi là hỏa năng. Trong nhóm năm người, một gã có thân hình cao lớn cười lạnh nói, hắn có thể đứng vào danh sách 50 người trong ngoại viện của Già Nam học viện. Tự nhiên thực lực không kém, đối với những thanh niên đồng lứa hắn không quá kiêng kỵ. Thông minh trên nhánh cây, một người thanh niên có vết sẹo uốn éo trên mặt, chợt cười mỉm nói, các ngươi đã biết mục đích của chúng ta. Vậy thì cũng không cần nhiều lời, giao ra hỏa năng, miễn cho da thịt chịu khổ, các ngươi thấy thế nào? Nằm mộng. Một gã thanh niên gầy yếu nói, nhưng khi lời nói hắn vừa dứt, một bóng người đột ngột phóng tới trước mặt hắn, bong ảnh liền xuất hiện trước mặt hắn. Một luồng kình phong phá rách không khí đột nhiên xuất hiện, như là thiểm điện, đá một cước thật mạnh vào bụng của thanh niên. Gầy yếu, nhất thời, thân thể thanh niên gầy yếu bắn ra phía sau rồi nện vào thân cây, phun một ngụm máu tươi bắn ra, sau vài lần cố gắng thế như hắn vẫn không thể đứng lên. Mẹ nó, lên! Nhìn đồng bạn bị đánh, tên thanh niên có dáng người cao lớn giận dữ, gầm lên một tiếng, định động thủ. Nhưng mà âm thanh của hắn vừa mới thoát ra khỏi miệng, lập tức nghe phía sau vang lên một loạt âm thanh trầm đục.
Vội vã nhìn lại thì đã nhìn thấy ba vị đồng bạn đã biến thành một đống bị thịt đang bị đá dồn vào một góc. Tại bên cạnh bọn họ, ba gã thanh niên đang đứng khoanh tay, trên mặt mang đầy vẻ khinh thường. Huynh đệ, ta mặc kệ ngươi trước kia ở ngoại viện hung hăng như thế nào, nhưng khi tiến vào nội viện, là rồng thì ngươi phải cuộn mình lại, là hổ thì ngươi phải nằm xuống. Những điều này là do học trưởng chúng ta trải qua vô số lần da thịt bị đau đớn mà tổng kết ra, hôm nay là ta miễn phí ban tặng cho ngươi nở một nụ cười lạnh. Bỗng bên tai thanh niên cao lớn đột khởi, một bóng ảnh giống như thiểm điện tiến đến, đại quyền vung lên, hung hăng nện lên khuôn mặt hắn, thanh niên kia liền ngã xuống đất. Miệng phun đầy máu tươi không muốn tiếp tục bị đánh thì tự mình đem hỏa tinh tạp lấy ra tên có vết sẹo uốn éo trên mặt xoa xoa nắm tay, thản nhiên nói. Nghe được lời hắn nói, năm tên tân sinh sắc mặt đều trở nên khó coi. Cắn răng, trong lòng thầm nghĩ hảo hán không sợ cái thiệt trước mắt, đem cái gọi là hỏa tinh tạp lấy ra. Tiếp nhận tạp phiến trong tay năm người, trên khuôn mặt thanh niên hiện lên một chút hưng phấn, hung hăng hôn lên tạp phiến một cái. Sau đó vung tay lên phân phát bốn tấm còn lại cho bốn đồng bọn của mình. Tay hắn vừa lật, một tạp phiến mà lam nhà xuất hiện ở trong tay. Tinh tế nhìn kỹ, phía trên tạp phiến, màu lam dĩ nhiên xuất hiện con số 47 có màu hỏa hồng. Một tay cầm tạp phiến đen nhánh, một tay cầm tạp phiến màu lam nhạt. Sau đó thanh niên có vết sẹo đem chúng dí sát vào nhau. Dùng sức trà sát, nhất thời, trên hai tạp phiến lóa ra hào quang. Lát sau, hào quang mở dần. Chẳng qua lúc này con số trên mặt tạp phiến màu lam đã biến thành 50. Trái lại trên tạp phiến màu đen kia cũng là từ 5 biến thành 2. Cái quy củ rườm ra chết tiệt. Còn phải lưu lại cho tân sinh hỏa năng trong 2 ngày, thật là lãng phí. Nhìn thấy con số còn sót lại trên tấm tạp phiến đen nhánh, tên mặt thẹo nhất thời bĩu môi, cực kỳ khó chịu nói, đi thôi, Lâm Cách. Chúng ta phải nắm bắt thời gian tiếp tục đi tìm các đội ngũ khác. Vất vả lắm mới có tư cách tham gia cuộc săn hỏa năng. Nếu không thể mang về hỏa năng dùng trong 6 ngày, chúng ta lần này sẽ thua lỗ lớn a. Mặt khác, một gã thanh niên đem hỏa tinh tạp trong tay cất kỹ. Sau đó đem tấm tinh tạp đen nhánh trả lại cho tên tân sinh không may kia. Quay đầu nói với tên thanh niên mặt sẹo, ân, đi thôi. Tên thanh niên bị gọi là Lâm Cách gật gật đầu nói. Quay mặt về phía năm tân sinh vừa cười vừa nói, những tên nhóc đáng thương. Đây là hậu quả của việc không hiểu chuyện. Sau này nhớ lâu một chút. Sang năm các ngươi cũng có thể giống như vậy. Đến cuộc săn hỏa năng mà cướp đoạt của tân sinh nha. Đừng ghi hận. Bởi vì đây là trải nghiệm đầu tiên mà tân sinh đi vào nội viện phải đi qua. Ha ha, đi. Cười to một tiếng, Lâm Cách vung tay lên, năm người liền nhanh chóng phóng đi về phía đám cây. Sau đó hướng sâu vào bên trong mà đi, lưu lại năm tên tân sinh ủ rũ, mặt mày xanh mét. Sau khi đội học viên cũ ly khai, mấy tên tân sinh kia sau khi uể oải một lúc lâu thì đều mang vẻ mặt âm trầm cố gắng đứng dậy. Liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi phân tán ra, mỗi người mỗi ngã. Ở một nơi cây cối rậm rạp cách nơi này hơn vài chục mét, năm đạo nhân ảnh đang ẩn náu bên trong, nơi ánh mắt họ đang hướng đến. Chính là địa phương mà năm tên tân sinh rời đi, hiển nhiên tràng cảnh trước đó của đội tân sinh cũng được họ chứng kiến rõ ràng. Xem ra hỏa năng ở bên trong tinh tạp có tác dụng cực kỳ trọng yếu, nếu không vị tất những tên kia sẽ không phải làm như thế chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tiêu Viêm nhìn tấm tinh tạp đen nhánh trong tay có số 5 thật lớn, thấp giọng nói. Ân. Mấy người huân nhi khẽ gật đầu, mục đích cướp đoạt của những tên kia cực kỳ rõ ràng, cái họ cần chỉ là hỏa năng. Đi thôi, những tên kia đi rồi, chúng ta cũng ở đây được một khoảng thời gian rồi, chẳng phải Tô trưởng lão đã nói, tới đích càng sớm thì phần thưởng càng hậu hĩnh sao, không nên tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Bạch Sơn nhíu mày, thúc giục, chờ một chút. Tiêu Viêm vung tay lên ngăn cản mọi người lại, người phía sau nhướng mày, âm thanh lạnh lùng vang lên, ngươi lại làm sao vậy? Tiêu Viêm liếc liếc mắt một cái, chậm rãi nói, ta mặc kệ chúng ta có mâu thuẫn với nhau như thế nào. Hiện tại chúng ta đã hợp lại thành một đội. Do đó ta cho rằng chúng ta cần phải biết đoàn kết tinh thần, nếu không, tiểu đội tân sinh lúc nãy chính là tấm gương sang cho chúng ta. Hổ gia gật gật đầu, đội học viên cũ kia từ lúc ra tay cho tới lúc phối hợp với nhau đều cực kỳ ăn ý, rõ ràng là họ thường xuyên ở cùng một chỗ. Thực lực của họ cũng không kém đoàn người của mình bao nhiêu, nếu là đơn đả độc đấu mà nói,
có lẽ 5 người chúng ta có thể đạt được thắng lợi, mà nếu là đoàn chiến thì với sự ăn ý của họ. Đối phó với đội ngũ dã rời của chúng ta, chỉ sợ cũng không quá khó khăn để đánh bại. Vậy ngươi có ý kiến gì? Hổ gia con ngươi sáng ngời nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, nhíu mày hỏi, nếu là một đoàn đội, đương nhiên cần có một thủ lĩnh. Đó là người chỉ huy và phân phối. Ý của ta là trong 5 người chúng ta chọn ra một người chỉ huy, nếu không chi chúng ta chiến đấu riêng rẻ. 5 bè 7 mảng, chỉ sợ rất khó mà thuận lợi đi ra khỏi nơi này từ bên trong vòng vây của những tên học viên cũ mạnh mẽ kia. Tiêu Viêm chậm rãi nói, nghe vậy, mấy người hổ gia đều ngẩn ra, ngập ngừng trong chốc lát, sau đó đều gật đầu, lời nói của Tiêu Viêm cũng không sai. Một đoàn đội có sự chỉ huy so với một đoàn đội rời rạc thì khả năng phát huy ra sức chiến đấu sẽ khác đi rất nhiều. Vậy chức vị đội trưởng này sẽ do ai đảm đương? Ngô Hạo, toàn thân bao bọc bên trong áo bào, trầm mặc một hồi lâu, sau đó đem nan để lớn nhất hỏi ra. Hắn vừa thốt lên xong, Tiêu Viêm mấy người đều lâm vào trầm mặc. Sau một lát, Huân Nhi cước bộ khẽ nhúc nhích, đứng ở bên cạnh Tiêu Viêm, nàng dùng hành động biểu lộ lựa chọn của mình. Nhìn thấy hành động của Huân Nhi, sắc mặt mấy người Bạch Sơn đều có chút biến hóa khác nhau. Sau một lúc lâu, hổ gia nhíu chặt mày cũng lắc đầu bất đắc dĩ nói. Được rồi, nể mặt Huân Nhi, ta tin tưởng ngươi một lần, nói xong cũng đi tới bên cạnh Tiêu Viêm, đem ánh mắt hướng về mặt hai người khác. Thực lực của ngươi ta phục, tạm thời nghe ngươi chỉ huy, không ý kiến. Ngô Hạo thanh âm trầm thấp, chậm rãi vang lên, mà hắn cũng đi về phía Tiêu Viêm. Sắc mặt có chút khó coi nhìn Tiêu Viêm đứng bên cạnh ba người, Bạch Sơn ánh mắt lóe lên không ngừng. Bạch Sơn, nếu là ngươi không muốn, vậy thì 4 người chúng ta phải đi trước. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Sơn, thản nhiên nói. Ngươi nghe vậy, Bạch Sơn biến sắc, chỉ biết oán hận gật gật đầu, bước đi hướng Tiêu Viêm, âm thanh lạnh lùng nói. Được rồi, ngươi bây giờ là đội trưởng của đội ngũ chúng ta, bất quá ta nói trước, đừng có lợi dụng chúng ta đi xung phong, chúng ta cũng không phải là những tên ngốc cầm cờ bị sai khiến đâu. Việc này là sự tình của cả đoàn đội chúng ta, tự nhiên ta sẽ không để một mình ai gánh vác. Tiêu Viêm nhìn thoáng qua 4 người. Con ngươi đen nhánh bỗng lóe lên một chút tia sáng sắc bén, nhẹ giọng nói. Nhưng hiện tại ta là đội trưởng, vậy chúng ta rời đi chỗ này đến khu rừng rậm phía trước. Ta không hy vọng các ngươi đối với ta hài lòng mà gây ra những chuyện bất lợi cho. Đến lúc thì đừng trách Tiêu Viêm ta, chúng ta cũng không phải lần đầu tiếp xúc với nhau, tính tình ta thế nào, các ngươi hẳn đã rõ. Lúc trước có thể làm cho các ngươi nằm ở phòng cứu thương 7 ngày, thì lúc này đây, ta vẫn có thể nghe được trong ngôn ngữ Tiêu Viêm ẩn chứa lời cảnh cáo. Hổ gia bĩu môi, nhưng cũng không phản đối. Ngô Hạo gật gật đầu, mà Bạch Sơn thì khóe miệng khẽ run rẩy một hồi, sau một lúc khá lâu, mới từ kìm nén được áp lực trong lòng mà hồi phục. Nhưng mặc kệ ba người phản ứng như thế nào, ít nhất, hiện tại trên danh nghĩa Tiêu Viêm đã nắm được quyền chỉ huy, kế tiếp mới là thực sự là hành động. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 433, Phản thưởng cướp đoạt ngược lại. Trong lúc rừng rậm rậm rạp im lặng, bỗng nhiên lá cây hơi rung rung, vài nhân ảnh theo trên nhánh cây phóng ra. Chợt thân hình như linh hầu điểm lên thân cây, thân thể lại lần nữa vọt tới trước, sau vài cái như thế. Thân hình đã rất nhanh biến mất trong rừng cây, dừng lại. Trong lúc đang di chuyển, bàn tay nhân ảnh dẫn đầu bỗng nhiên chợt dựng thẳng, sau đó mặt 4 đạo thân ảnh đó là cực kỳ nhanh nhẹn dừng ở trên thân cây. Sau đó đem ánh mắt mê hoặc đầu nhìn về phía trước hướng người thanh niên áo đen. Làm sao vậy? Hổ gia ánh mắt đảo ở xung quanh, nhưng chưa phát hiện có động tĩnh gì, không khỏi có chút nghi hoặc thấp giọng nói. Có người tới, trước ẩn thân. Tiêu Viêm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía bên trái, linh hồn lực xuất sắc cho phép hắn cảm giác được năng lượng sống vĩ đại của cây cối, người khác không thể cảm giác được động tĩnh. Nhưng hắn lại là có thể phát hiện trước một bước, điểm này làm cho hắn ở giữa cuộc săn rất khó bị vây vào bị động nghe thấy lời nói của Tiêu Viêm, trừ bỏ Huân Nhi. Hổ gia mấy người đều có chút ngạc nhiên, bọn họ vẫn chưa cảm giác được có hơi thở tiếp cận, bất quá nhìn Tiêu Viêm sắc mặt, thêm vào thân phận đội trưởng hiện tại của hắn. Ba người cũng đành phải khẽ gật đầu, chợt 5 người thân hình đồng thời di động, nhanh chóng xông vào đám cây cối rậm rạp phía dưới. Ước chừng 5 phút sau khi đám người Tiêu Viêm ẩn núp, ở khoảng rừng cách đó không xa,
bỗng nhiên có tiếng gió rất nhỏ truyền đến. Chợt năm đạo thân ảnh dần dần hiện lên, cuối cùng dừng lại cách chỗ nấp của đám Tiêu Viêm không xa, ánh mắt lợi hại chậm rãi quét qua cây cối im lặng xung quanh. Ánh mắt xuyên thấu qua khe hở cây cối, Tiêu Viêm năm người tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào năm tên trung niên nội viện cách đó không xa. Xem xét hơi thở từ trên người bọn họ thẩm thấu ra, mấy người kia thậm chí đều là ở cấp bậc một sao đại đấu sư. Những người này tuy rằng thực lực không thấp, nhưng so sánh với năm người Tiêu Viêm lại vẫn là phải kém hơn một ít. Hơn nữa đám người Tiêu Viêm cũng không phải chim non không hiểu chuyện, bởi vậy tự nhiên là sẽ không ở phía sau làm ra cái gì không cần thiết. Cho nên, sau khi tìm tòi một lát, năm tên trung niên đều phải bất đắc dĩ rời đi. Sau khi năm người rời khỏi, thân thể Bạch Sơn nhúc nhích muốn đứng lên nhưng Tiêu Viêm lại khẽ biến sắc nói, đừng nhúc nhích. Ngươi nhân cái gì? Mọi người đi rồi. Khó chịu trước sự khiển trách của Tiêu Viêm, Bạch Sơn nhịn không được trả lời. Nhưng mà ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, thân thể hắn lại không dám có cử động quá lớn. Tiêu Viêm không để ý đến hắn mà đem ánh mắt hướng tới địa phương lúc trước năm người kia biến mất. Mà nhìn thấy hắn hành động như vậy, đám người Bạch Sơn cũng là ngẩn ra. Trong lúc không khí yên lặng lượn lờ ở rừng rậm, qua gần 3-4 phút sau, nhánh cây chỗ ánh mắt đám người Tiêu Viêm đang nhìn bỗng nhiên lại rung lên một trận. Chợt vài đạo nhân ảnh hiện ra, xem diện mạo bọn hắn dĩ nhiên lại là đám người trước lúc đó bỏ đi. Lập tức sắc mặt Bạch Sơn khẽ biến, có chút phẫn nộ. Làm gì có ai? Ngươi thật đúng là nghi thần nghi quỷ, thời gian của chúng ta cũng không thể lãng phí như vậy. Một người trên nhánh cây nhìn cảnh vật xung quanh không một chút động tĩnh, lắc lắc đầu, xoay người đối một gã thanh niên thân thể gầy gò nói. Thanh niên kia đành bất đắc dĩ gật đầu, trì hoãn nói, ta tu luyện chính là mộc thuộc tính đấu khí. Bởi vậy cảm giác của ta ở trong rừng rậm so với người bình thường phải nhạy cảm hơn rất nhiều. Lúc trước có lẽ thật sự là ảo giác a. Đi thôi. Nói xong lời cuối cùng, hắn cũng là có chút không quá xác định. Chỉ nói một tiếng, sau đó xoay người hướng chỗ rừng rậm còn lại lao đi. Sau đó, bốn đạo nhân ảnh gắt gao đi theo. Học viên trong nội viện đều quả là có điểm đặc sắc. Nhìn, năm người kia đi xa dần, Tiêu Viêm lúc này mới chậm rãi từ giữa đám cây cối đứng lên, thở dài. Nếu không phải mình có linh hồn cảm giác lực cường đại dò xét, chỉ sợ vừa rồi sẽ bị mấy tên gian xảo kia phát hiện. Hổ ra mấy người cũng trong đám cây cối, đều tự đứng lên, ánh mắt trước tiên nhìn nơi đám người kia rời đi rồi đều chuyển rời lên trên người Tiêu Viêm. Hổ ra cùng Ngô Hạo, cho dù là Bạch Sơn, không ít thì nhiều trong mắt đều là có một tia tin phục. Ít nhất, lúc trước bọn họ không phát hiện ra tung tích đối phương. Nhưng Tiêu Viêm khả năng phát hiện trước, hơn nữa cứu bọn họ ra khỏi tình thế bị bắt gặp, chỉ với điểm này, chức đội trưởng của Tiêu Viêm cũng là rất thành công rồi. Đi thôi, trải qua một trận hỗn loạn, chúng ta hiện tại cũng không biết bị vây ở phương hướng nào, không thể cứ như vậy lung tung xông vào. Tiêu Viêm khẽ cau mày, chậm rãi nói. Ta cảm thấy chúng ta nên nghĩ biện pháp tìm chút tình báo về khu rừng rậm này cùng nhân số và thực lực của học viên khóa trước tham gia cuộc săn. Nói cách khác, cứ như thế một đường mạnh mẽ xông tới, khó tránh khỏi cuối cùng bởi vì thiếu thốn tin tức của đối phương, mà làm cho chính mình lâm vào cục diện bị bao vây, có lẽ chúng ta nên hướng mắt về phía một đội ngũ học viên khóa trước có khi có thể lấy được thắng lợi. Bất quá nếu trong chiến đấu vài đội nữa hấp dẫn đến, ta nghĩ chúng ta chỉ sợ cũng không thể chiến thắng toàn bộ. Chẳng biết tại sao đám đệ tử nội viện này tựa hồ kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Huân Nhi thoáng chần chừ một chút, bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, đám người Tiêu Viêm thoáng ngẩn ra, chợt trầm ngâm một chút, gật gật đầu. Theo như lời Huân Nhi cũng không sai, tại địa phương không quen này sinh hoạt, đi đứng lung tung, sớm hay muộn sẽ. Bởi vì gặp một ít đội ngũ có thực lực mạnh mẽ mà bị giảm tốc độ xuống. Người có tin tức tình báo tại địa phương này dường như cũng chỉ có đám học viên nội viện thôi. Chẳng lẽ lại kiếm được tình báo trong tay họ? Bạch Sơn cau mày nói. Bàn tay Tiêu Viêm chậm rãi vuốt vuốt cằm, qua một lát sau mới trầm ngâm nói, đi trước một đoạn nhìn xem. Nếu có cơ hội xuống tay, chúng ta có lẽ có thể lựa chọn một đội ngũ học viên nội viện để xuống tay. Chúng ta cũng không phải đội ngũ bình thường có thể so sánh. Nên chỉ cần cẩn thận một chút, không kéo hai đội đến là có thể sực được một đội. Ách! Nghe được lời này của Tiêu Viêm, mấy người Hổ gia nhất thời vẻ mặt ngạc nhiên, các tân sinh khác nghĩ biện khác trốn đi còn không được,
mà hôm nay Tiêu Viêm lại có chủ ý muốn đánh đám nội viện đệ tử. Việc này quá mạo hiểm đi. Bạch Sơn lắc lắc đầu, hơi có chút không đồng ý. Các vị, mài đao không uổng công chặt củi, nếu để cho tự chúng ta tại khu rừng rậm này mày mò thì đến khi nào? Hơn nữa, các ngươi cũng có thể nhìn thấy đám học viên nội viện đối với cái gọi là hỏa năng này thèm nhỏ dãi ra sao. Ta nghĩ, thứ này ở nội viện cũng là cực kỳ trọng yếu. Nếu bọn họ có thể cướp đoạt hỏa năng của chúng ta, vì cái gì chúng ta không thể cướp đoạt lại của bọn họ? Đỡ cho ngày sau phải hối hận, giờ mạo hiểm một chút cũng không mệt. Tiêu Viêm phất phất tinh tay nói. Nghe vậy, Hổ Gia cùng Ngô Hạo khóe mắt lóe sáng một chút, thoáng có chút trầm ngâm. Sau một lúc lâu hai người gật gật đầu thật mạnh, có thể thử xem. Nhìn thấy hai người không có phản đối, Tiêu Viêm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu đem ánh mắt hướng Bạch Sơn, mỉm cười nói, còn ngươi thì sao? Sắc mặt hắn không ngừng biến ảo trước ánh mắt chăm chú của bốn người Tiêu Viêm. Một lát sau, Bạch Sơn hung hăng cắn chặt răng, được rồi, thử xem, bất quá ta đề nghị trước, nếu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đến lúc đó ngươi là đội trưởng phải phụ trách chặn hậu đấy. Cười tủm tỉm gật gật đầu, Tiêu Viêm còn không chớ Bạch Sơn nói xong đã vung tay lên nói, nếu mọi người ý kiến đã thống nhất, như vậy đi thôi, bị người đánh cướp, không bằng đánh cướp lại người. Tiêu Viêm dẫn đầu khẽ nhích thân hình, cả người hóa thành một đạo bóng đen xuyên qua, tiến vào trong đám cây cối rậm rạp. Phía sau, mấy người Huân Nhi gắt gao đi theo. Để quyết định sách lược kế tiếp, lúc sau, đám người Tiêu Viêm bắt đầu đem lực chú ý đặt ở vài đội ngũ học viên khóa trên trong khoảng một canh giờ. Bọn họ lần lượt gặp ba đội, nhưng cuối cùng đều là bởi vì ba đội này khoảng cách gần nhau quá, nên không thể không buông tha cho cơ hội xuống tay này. Trong cây cối rậm rạp, năm người Tiêu Viêm nhìn lại lần nữa một đội ngũ học viên nội viện đang bay qua đỉnh đầu. Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn có thể cảm giác được, ở phía bắc cách bọn họ khoảng 100 mét, còn có một đội đang dừng lại. Dao động chiến đấu ở nơi này khẳng định sẽ truyền tới đó, bởi vậy, vì để bảo hiểm, chỉ có thể tiếp tục buông tha cho lần này. Tiêu Viêm ra dấu với mấy người phía sau một cái, vì thế, đấu khí bắt đầu khởi động trong bốn người, lại phải lẫn nữa hóa thành yên lặng. Không lâu sau khi đội ngũ học viên nội viện kia đi, Tiêu Viêm vừa muốn đứng dậy dẫn người rời đi, cước bộ lại dừng một chút, nghiêng đầu đem ánh mắt hướng phía bắc nghe ngóng. Hắn cảm giác được, nơi đó có một đội ngũ đột nhiên ngừng lại. Đi. Thoáng chần chừ một chút, Tiêu Viêm vung tay lên, chợt mang theo bốn người giống như chuột, xuyên qua cây cối rậm rạp hướng phía bắc đi tới. 5 phút đồng hồ. Sau, đám người Tiêu Viêm thân hình đột nhiên dừng lại, ánh mắt xuyên thấu qua khe hở giữa cành lá rậm rạp, nhìn phía bên ngoài một chỗ đất trống. Lúc này, trên khoảng đất trống, 10 đạo bóng người đang không ngừng chớp hiện, mà cách một khoảng, có một gã trẻ tuổi hộc máu ngất. Chỉ vẻn vẹn sau 2-3 phút đồng hồ, 5 người tân sinh ít tuổi hoàn toàn bị thua, bị vây thành một đống giữa khu đất. Mà xung quanh bọn họ, 5 tên nam trung niên, lười nhác đứng thẳng, đấu khí nhàn nhạt trên nắm tay bọn họ co duỗi. Nhìn cảnh tượng ở khu đất trống, Huân Nhi Hổ Gia 4 người đều đem ánh mắt hướng về phía Tiêu Viêm, hiển nhiên bọn họ đang chờ hắn hạ quyết định. Đôi mắt híp lại, linh hồn lực của Tiêu Viêm giờ phút này mở ra phạm vi lớn nhất. Một lát sau, đôi mắt chậm rãi mở, chợt khẽ gật đầu. Chậc chậc, hôm nay thật sự là vận khí tốt, đã gặp 2-3 đội tân sinh, ha ha, thu hoạch không tồi. Trên đất trống, một gã thanh niên áo lam đang nhìn trên tinh tạp của mình hơn 3 thiên hỏa năng, không khỏi liếm liếm miệng, cười nói. Các vị học đệ, đa tạ nhé, về sau nếu không phục, có thể ở nội viện tìm chúng ta, tùy thời chờ các ngươi khiêu chiến, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi có đủ hỏa năng, ha ha. Thanh niên áo lam hướng về phía 5 tên tân sinh thần tình xanh mét phất phất tinh tạp trong tay, cười tủm tỉm nói, đi thôi, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Thanh niên áo lam vung tay lên, 4 gã đồng bạn của hắn tiếp đó là xoay người, đối với còn lại phương hướng định lao đi. Không cần đi đâu cả, chúng ta ở đây này. Ngay tại lúc 5 người thanh niên áo lam xoay người, bỗng tiếng cười nhàn nhạt ở nhánh cây vang lên. Người trước vội vàng ngẩng đầu, lại nhìn thấy ở thân cây xung quanh đất trống, không biết khi nào đã xuất hiện 3 nam 2 nữ 5 người. Trẻ tuổi đem bọn họ vây quanh ở tại trong đó. Đoàn người thanh niên áo lam đều là bị 5 vị tân sinh bỗng nhiên xuất hiện kinh ngạc một chút, hơi có chút thất thần, đám tân sinh năm nay không phải giống như một đám chuột cùng nhau chạy trốn sao.
như thế nào mấy tên này thậm chí còn dám quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Yêu, nữ hài tử thật xinh đẹp, các vị, lát xuống tay nên nhẹ nhàng, bằng không lưu lại ấn tượng xấu, ngày sau có thể mất cơ hội. Một lát sau, năm người thanh niên áo lam rốt cục phục hồi tinh thần lại, ánh mắt đảo qua mấy người trên thân cây, cuối cùng ánh mắt đặt ở chỗ hai cô gái đứng, nhất thời tiếng cười trêu tức vang lên. Còn ba tên kia thì sao? Có một gã đồng bạn cười hỏi. Nghe vậy, thanh niên áo lam khẽ cười cười, trong mắt hiện lên một chút khí thế hung ác, khoanh tay có chút bất đắc dĩ nói. Nếu mà tân sinh kiêu ngạo như thế, chúng ta làm học trưởng tự nhiên là phải dạy dỗ bọn họ tốt một chút để làm sao sinh tồn trong nội viện A. Cho nên, trước hết để cho bọn họ thấy máu một chút, phương thức này là cách hữu hiệu nhất giúp bọn họ nhận thức được mình và nên bảo trì thái độ như thế nào trong nội viện. Hắc hắc. Nghe được lời của hắn, bốn gã trung niên học viên bên cạnh cười cười, chợt ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn ngập ác ý nhìn chằm chằm ba thanh niên trên thân cây. Thực lực miễn cưỡng ở hai sao đại đấu sư, một người một sao, không cần kéo dài, tốc chiến tốc thắng, nhớ kỹ, một tên cũng không để chạy trốn. Nhàn nhạt nhìn năm tên nam trung niên trên bãi đất trống, Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn Huân Nhi, Bạch Sơn bốn người, nhắc nhở nói. Ân. Bốn người khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn nhau một cái, thân thể bộc phát, đấu khí hùng hồn bạo dũng mà ra, chợt thân hình động đậy, sau đó xuất hiện ở trên không nhanh như tia chớp khi đấu khí cường thịnh hùng hồn từ trong cơ thể đám người Huân Nhi phóng ra. Sắc mặt năm người thanh niên áo lam dưới đám đất trống rốt cục biến đổi, dựa vào hơi thở mà xem, năm tân sinh này thậm chí so với bọn hắn đều phải mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mẹ nó, lần này đã phải cục sắt rồi, đám tân sinh này sao lại mạnh như vậy? Một đạo ý niệm cực kỳ không ổn rất nhanh hiện lên trong đầu, thanh niên áo lam vung tay lên, chưa kịp kêu đồng bạn lui ra, một đạo bóng đen đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn. Trước nhân ảnh đó, đồng tử mắt hắn hơi co lại, nắm tay ẩn chứa đấu khí mạnh mẽ, không có chỉ hoãn chút nào hướng đầu bóng đen đánh tới. Nháy mắt khi thanh niên áo lam ra quyền, thân hình bóng đen xoay chuyển, kinh khí bén nhọn, cư nhiên trực tiếp làm cho trong không khí truyền tiếng nổ nặng nề. Nắm tay giống như tia chớp, bất luận tốc độ hay là lực lượng, đều hơn xa công kích của thanh niên áo lam. Lần này lật thuyền dưới mương A. Cảm thụ được lực lượng cùng với tốc độ khi bóng đen ra quyền, thanh niên áo lam trong lòng đột nhiên nổi lên một chút kinh hãi. Nhìn thấy khuôn mặt thanh tú mang theo một chút lãnh ý, cùng với một đôi ngươi tối đen như mực. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 434, công dụng của hỏa năng. Hai nắm tay đều mang theo đấu khí mãnh liệt, chỉ trong nháy mắt liền ầm ầm va chạm. Nhất thời, lá khô dưới chân hai người đồng loạt bị thổi bay lên. Phốc suy. Tại lúc hai quyền trực tiếp va chạm vào nhau, Lam Y thanh niên mới cảm nhận được lực lượng phát ra từ một quyền của Tiêu Viêm kinh khủng đến cỡ nào. Vừa mới tiếp xúc đã có một cổ cảm giác chết lặng từ lan tràn từ cánh tay. Cuối cùng một cổ kinh lực làm cho người khác biến sắc ào ào tuôn ra từ điểm tiếp xúc trên nắm tay truyền vào trong cơ thể. Vì vậy, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra từ trong miệng của hắn. Mồm miệng phun máu, Lam Y thanh niên mau chóng lui lại hai bước. Khuôn mặt hiện lên một mảnh hung quang, thân thể chấn động, đấu khí màu lam nhạt từ trong cơ thể mãnh liệt phun ra ra. Cuối cùng hình thành một bộ áo giáp màu lam ngay trên cơ thể như ngay tại lúc đấu khí áo giáp của hắn vừa mới thành hình. Một bóng đen giống như quỷ mị hiên ra ngay trước mặt hắn, một tiếng cười lạnh vang lên, lập tức Lam Y thanh niên chỉ cảm thấy hoa cả mắt, một cơn đau đớn từ lồng ngực truyền tới. Cuối cùng hắn cảm giác được thân thể mình đột nhiên bị đánh bay đi, va mạnh vào một thân cây. Lại một ngụm máu tươi từ trong miệng trào ra. Gắng gượng cúi đầu nhìn, lại hoảng sợ nhận ra rằng đấu khí áo giáp vừa mới tạo thành dưới một kích vừa rồi đã bị đánh cho tan tành. Thân thể chợt rút lại giống như một con tôm, Lam Y thanh niên còn chưa kịp ngẩng đầu vài đạo thanh âm rất lớn đã vang lên bên tai. Mà bốn gã đồng bọn của hắn lúc này mặt mũi đầy máu lăn đến bên cạnh, vẻ mặt của hắn lúc này lại là một mảnh kinh hoàng. Đang ôm lấy ngực, một bàn chân ngay lúc này xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một thanh âm bình thản vang lên, nếu muốn tiếp tục bị đánh, vậy thì thử động đậy chút đi, ta cũng không ngại đá thêm mấy đá đâu. Lời vừa nói ra,
Lam Y thanh niên cả người đều run lên. Sau đó mang theo vài phần run rẩy mà ngẩng đầu lên. Nhìn vào hắc bào thanh niên cùng hai nam hai nữ đang đứng ở trước mặt, trong mắt dâng lên vài phần kinh sợ nói, các ngươi muốn làm gì? Ta hỏi, các ngươi đáp. Tiêu Viêm nhìn xuống năm tên lão, sinh đang hoảng sợ kia, bàn tay chậm rãi nắm huyền trọng xích ở sau lưng, bất chợt một xích ảnh mang theo tiếng gió rít thật lớn. Cắm vào mặt đất phía trước mặt Lam Y thanh niên, trọng xích kích cỡ to lớn, mang đến cho người ta cảm giác áp bức rất lớn. Ngươi muốn hỏi cái gì? Lam Y thanh niên nuốt xuống một ngụm nước bọt, cũng là chậm rãi chấn định một chút, bất kể như thế nào thì theo như quy định, tại trong rừng rậm này không được phép ra tay giết người. Nếu xảy ra chuyện như thế thì các vị trưởng lão đang từng giờ từng phút quan sát mọi động tĩnh sẽ lập tức xuất hiện, người vi phạm sẽ bị chiếu theo tình huống nặng nhẹ mà trừng phạt. Bởi vậy, hắn ngoại trừ lo lắng phải chịu nỗi đau đớn về da thịt ra, cũng không phải lo lắng đến chuyện mất mạng. Rừng rậm này có lớn không? Tiêu Viêm trầm ngâm một chút, đầu tiên là hỏi một vấn đề đơn giản nhất nhưng cũng lại là một vấn đề trọng yếu. Nếu là rừng rậm lớn thì hắn phải chuẩn bị cho việc phải chiến đấu trong một khoảng thời gian dài. Nếu là nhỏ thì có lẽ có thể thay đổi chiến lược, dùng sức mạnh mạnh mẽ xông qua. Rất lớn, Lam Y thanh niên trả lời, làm cho Tiêu Viêm không còn biết làm gì hơn là thở dài một hơi. Có biết lối đi nào trong rừng không? Tiêu Viêm liếc nhìn Lam Y thanh niên một cái, bỗng nhiên đưa tay ngăn lại. Nghiêng đầu đối Huân Nhi bốn người nói, các ngươi đều bắt một người đem đi thẩm vấn. Sau đó chúng ta lại đối chứng. Nếu là đáp án của người nào không khớp, vậy thì đừng trách chúng ta độc ác. Mặc dù nơi này không thể đánh chết người, nhưng mà nếu là lỡ tay đánh thành trọng thương chắc là cũng không tính là phạm quy đi. Lời cuối cùng, Tiêu Viêm quay đầu lại nhìn về phía Lam Y thanh niên khẽ cười nói. Lời nói của Tiêu Viêm làm cho năm người bọn Lam Y thanh niên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hành động đó gần như đã làm cho ý nghĩ muốn nói dối trong lòng của họ hoàn toàn tiêu tan. Hổ ra đám người theo như lời nói đều tự mang đi một vị lão sinh. Hướng một bên bước đi, lúc Ngô Hạo xoay người bước đi, nhịn không được bỏ lại một câu, hảo thủ đoạn. Tiêu Viêm cười cười, xoay người lại nhìn vào trên người Lam Y thanh niên đang ở trước mặt, chậm rãi nói, bây giờ thì trả lời đi. Có bản đồ đại khái, nhưng không quá chi tiết. Bản đồ này là tại lúc tham gia hỏa năng liệp bộ tái thì mua ở trong nội viện, tốn của chúng ta một ngày hỏa năng. Lam Y thanh niên cười khổ một tiếng, ngoan ngoãn lấy ra một tờ giấy thô ráp đưa cho Tiêu Viêm. Các ngươi không phải rất xem trọng hỏa năng sao? Thế nào mà lại bỏ ra một ngày hỏa năng đi mua mảnh giấy này? Tiếp được mảnh giấy, nhìn thấy phía trên vẽ loạn một đống đường cong lớn màu đen, làm cho Tiêu Viêm khóe miệng thoáng co lại một chút. Cái này cũng có thể tính là bản đồ sao? Không người nào chịu bỏ ra, nhưng đây là thứ nội viện cưỡng chế phải mua, không mua không được. Nhắc tới điều này, Lam Y thanh niên khóe miệng run run mang theo vẻ mặt có chút đau lòng. Nghiến răng nghiến lợi mà nói, ban đầu tại mua cái vật không có mấy tác dụng này, tim hắn cũng là chảy máu à. Nếu không vì tham gia cuộc săn có thể từ trong tay tân sinh cướp được hỏa năng, có đánh chết hắn cũng không đem một ngày hỏa năng đi mua cái bản đồ chó má này. Nội viện mấy tên vương bát đản kia đúng là quỷ hút máu a. Lão sinh tham gia cuộc săn, tổng cộng là có bao nhiêu người? Tiêu Viêm đem bản đồ cất kỹ, nhíu mày hỏi. Có 50 người, 5 người một tổ, tổng cộng 10 tổ. Lam Y thanh niên nhìn bốn phía một chút, cũng không biết làm sao nên thở dài ra một hơi. Hắn không biết đồng bọn của hắn nói thật hay giả. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, hắn vẫn là lựa chọn nói thật. Thực lực như thế nào? Đều cùng các ngươi thực lực không sai biệt lắm chứ? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi. Có 8 chi đội ngũ thực lực tương đương, chúng ta đều là năm trước đi vào nội viện, còn lại 2 đội đều là lão sinh khóa trên, bọn họ thời gian ở trong nội viện so với chúng ta lâu hơn. Cho nên thực lực cũng là mạnh hơn, ta nghĩ là cùng ngươi không sai biệt lắm. Lam Y thanh niên có chút quái dị liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái. Giống như là đang tại nói thầm vì cái gì mà tân sinh lại mạnh như vậy, phải biết rằng năm trước bọn họ là tại thời điểm còn là tân sinh tiến vào nội viện. Cho dù là 5 tên gia hỏa đứng đầu ở trong rừng rậm này cũng bị đoạt một lần, mặc dù bọn họ cũng có phản kháng nhưng là bởi vì phối hợp không tốt, cho nên khó có thể hình thành phản kích có quy mô, bởi vậy cuối cùng là bị chia nhỏ ra đánh bại, đâu có quỷ dị như năm nay, lão sinh lại tân sinh cướp. Nhớ tới việc này, Lam Y thanh niên có xúc động muốn mở miệng chửi to, cùng là tân sinh,
tại sao lại khác biệt lại lớn như vậy? Cùng ta không sai biệt lắm. Nghe vậy Tiêu Viêm cau mày lại, hai chi đội ngũ cùng mình không sai biệt lắm, vậy là có chút rắc rối à, xem ra lần này muốn dễ dàng xông qua hỏa năng liệp bộ tái cũng là có chút khó khăn. Hai đội kia rất dễ phân biệt, một đội mặc trang phục màu đen, một đội toàn màu trắng, cuộc săn hàng năm đều có hai đội có thực lực cường hãn tham gia. Bên trong nội viện gọi hai đội ngũ này là Hắc Bạch Quan Sát, 10 năm gần đây chưa nghe qua có đội ngũ tân sinh nào vượt qua sự ngăn cản của bọn họ. Lam Y thanh niên trong giọng nói có một chút kinh sợ. Hắc Bạch Quan Sát Tiêu Viêm khẽ gật đầu trong miệng nhắc lại cái tên này, quay lại liếc mắt nhìn mọi người, hỏi ra vấn đề trọng yếu nhất, cái gọi là hỏa năng kia, trong nội viện có tác dụng gì? Tại sao các ngươi lại điên cuồng với nó như vậy? Hỏa năng là thứ trọng yếu nhất trong nội viện, cũng là bởi vì nó là nguyên nhân mà tất cả tân sinh sau khi đi vào nội viện tu luyện, thực lực liền tăng mạnh. Vấn đề này làm Lam Y thanh niên nghĩ ngợi một lát, cho đến khi tay của Tiêu Viêm nắm lấy chuôi của Huyền Trọng Xích, mới đành phải nói. Ở bên trong nội viện có một tòa thiên phần luyện khí tháp ở sâu dưới lòng đất, ở bên trong tháp tu luyện. Hiệu quả tu luyện sẽ tăng lên hơn nửa, hơn nữa càng đi xuống dưới tu luyện, tốc độ tu luyện càng mau, đương nhiên phí dụng cũng cao hơn nhiều. Mà muốn đi vào thiên phần luyện khí tháp cần phải có hỏa năng bên trong hỏa tinh tạp làm chi phí, hỏa năng trong hỏa tinh tạp của các ngươi đủ để tu luyện 5 ngày trong tháp. Mà 5 ngày qua đi các ngươi cũng chỉ có thể chính mình đi kiếm hỏa năng, đương nhiên tại ngày đầu tiên của mỗi tháng, nội viện cũng phát cho mỗi người 7 ngày hỏa năng, cứ cho đó là sinh hoạt phí đi. Nói xong lời cuối cùng, Lam Y thanh niên sắc mặt cũng có một chút cổ quái. Thì ra là muốn tu luyện, cần phải có hỏa năng làm chi phí, khó trách bọn thèm thuồng hỏa năng của chúng ta đến vậy. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng. Liếc mắt nhìn Lam Y thanh niên nhẹ giọng nói, như vậy nếu đem hỏa năng toàn bộ dùng hết, vậy phải làm sao kiếm được? Chẳng lẽ chỉ có thể đợi nội viện hàng tháng cấp cho sinh hoạt phí? Đương nhiên không phải, tại bên trong nội viện, ngươi có thể có nhiều cách có được hỏa năng, ví dụ như làm vệ sinh tháp, làm quyển trục, vân vân. Đương nhiên, dựa vào việc này chỉ có thể đạt được một ít hỏa năng, do đó, một ít đệ tử có thực lực liền đi săn giết ma thú dùng ma hạch đổi lấy hỏa năng. Hoặc là tìm người khiêu chiến, chỉ cần đối phương đáp ứng liền có thể tại cạnh kỹ tràng thi đấu, người thắng có thể lấy bớt hỏa năng của người thua. Tóm lại kiếm hỏa năng biện pháp có nhiều nhưng với điều kiện đầu tiên là các ngươi phải có đủ thực lực, nếu không thì không những không kiếm được hỏa năng ngược lại còn thua sạch. Lam Y thanh niên vuốt tay, chần chừ một chút lại nói, còn có một cách kiếm được hỏa năng đó là được xếp vào cường bảng của nội viện. Tên cũng như ý nghĩa, đây là một bảng dùng để đánh giá thực lực, cũng là một bảng rất có giá trị trong nội viện, bảng có 50 vị trí. Chỉ cần ngươi có thể chen chân vào là có thể mỗi tháng có được nội viện thưởng cho hỏa năng, phần thưởng cũng là dựa theo thứ tự. Càng xếp vị trí cao thì càng được thưởng nhiều hơn, chỉ cần ngươi có thể được xếp vào cường bảng, như vậy là có thể cả ngày ở tại thiên phần luyện khí tháp tu luyện. Không cần lo lắng dùng hết hỏa năng, cho nên tất cả đệ tử trong nội viện đều lấy cường bảng làm mục tiêu mà phấn đấu cùng cố gắng. Lực cạnh tranh của nó cũng là làm cho người ta phải há mồm trợn mắt. Rất nhiều người đều là ngày hôm trước lên bảng, ngày hôm sau bị người liều mạng khiêu chiến đá đi xuống. Thở ra một hơi thật sâu, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, trên mặt mặc dù bình tĩnh, nhưng hắn đã đối với cái thần bí nội viện này có chút chờ mong và hiếu kỳ. Loại chế độ cực kỳ kỳ dị này, không hổ là cái nôi sinh ra cường giả a. Ở trong ngoại viện rất khó có được loại tính cạnh tranh này. Cho nên nơi đó mặc dù có không ít người thiên phú kiệt xuất, nhưng lại thủy chung không thể so sánh cùng với nội viện. Bởi vì chế độ nơi này, cơ hồ chuyên môn là vì việc bồi dưỡng ra cường giả mà tạo nên. Hỏa năng a, thật là một thứ làm cho người ta cực kỳ động tâm, hiện tại ngay cả ta cũng phải thèm thuồng với nó. Tiêu Viêm nhẹ giọng cười cười, quay đầu nhìn về phía bốn người Huân Nhi, mà lúc này bọn họ cũng là đem ánh mắt nhìn lại đây, năm cặp mắt nhìn nhau. Mỗi người trong mắt đều rực lửa, hiển nhiên, nội viện đã làm cho bọn họ động tâm, mà hỏa năng cũng đã được bọn họ nhớ kỹ trong lòng. Ở trong nội viện, có được hỏa năng vậy có nghĩa là tượng trưng tốc độ tu luyện nhanh hơn, cũng là tượng trưng cho khoảng cách tiếp cận địa vị cường giả càng gần hơn. Hỏa năng đúng là thứ tốt a. Trong lòng khẽ lẩm bẩm, Tiêu Viêm khóe miệng bỗng nhiên hiện lên một nét cười tà làm cho Lam Y thanh niên lạnh cả người, hắn chậm rãi cúi đầu. Nhìn Lam Y thanh niên mà cười dài, sau đó ôn tồn nói, đa tạ vị học trưởng này đã cho biết,
nhưng mời ngươi đưa hỏa tinh tạp của ngươi cho ta được không? Khẽ nhếch miệng nhìn vẻ mặt tươi cười của Tiêu Viêm, Lam Y thanh niên sắc mặt đại biến, đấu khí đột nhiên bắt đầu khởi động. Nhưng chưa kịp có động tác gì thì một cái bóng đen mang theo tiếng gió rít thật lớn đã nện xuống, dừng lại ở trước mặt hắn. Nhìn trọng xích kích thước to lớn, Lam Y thanh niên gian nan nuốt nước miếng một cái, sau một lúc lâu, sắc mặt u ám mà đặt mông ngồi xuống đất, bàn tay run run từ trong nạp giới đem ra một cái lam sắc hỏa tinh tạp. Tùng tỉm cười, sau khi nhìn thấy con số 28 màu đỏ trên hỏa tinh tạp, nụ cười trên mặt Tiêu Viêm càng đậm hơn rất nhiều. Tiêu Viêm cầm hai cái hắc sắc cùng lam sắc tinh tạp, sau đó đem chúng ấn vào nhau, ánh sáng chợt lóe lên, hắc sắc tinh tạp từ 5 biến thành 26, mà lam sắc tinh tạp từ 28 chuyển thành 7. Từ giờ trở đi, cuộc săn lần này thợ săn cùng con mồi sẽ đổi vị trí cho nhau, bởi vì con mồi hiện tại cũng cảm thấy hứng thú với thợ săn. Nhìn hắc sắc tinh tạp hiện lên con số 26, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói lẩm bẩm. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 435, thợ săn cùng con mồi đổi vị. Năm tên cả người đều bầm tím, khóe miệng thì chảy ra một vết máu. Xong được cái cả năm vẫn còn sống. Năm người, năm đôi mắt trừng lên, ngây ngốc nhìn đám người Tiêu Viêm. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra từ trong biến cố đột ngột vừa rồi. Mấy tên gia hỏa kia không ngờ lại cướp đoạt hỏa năng của mấy ma cũ như mình. Khóe miệng giật giật vài cái, năm tân sinh lúc trước không may bị đám thanh niên áo lam chặn đường cướp bóc. Nhìn thoáng qua năm vị học viên cũ nội viện kia bị mấy người Tiêu Viêm sau khi đoạt hỏa năng, lại còn bị đánh cho bất tỉnh mà trên khuôn mặt bọn họ trần đầy vẻ phấn khích. Lúc trước bọn họ cũng đã giao thủ cùng đám học viên cũ này, nhưng mà chỉ qua mới vài hiệp là họ đã hoàn toàn thua bởi tay những lão sinh có thực lực mạnh mẽ cùng kinh nghiệm chiến đấu lão làng này. Sau khi mấy vị học viên cũ lúc trước còn đang diệu võ dương oai thì lại rơi vào tay đám người Tiêu Viêm. Vẻn vẹn chỉ có 2-3 phút, cả năm tên đã rơi vào kết cục bi thảm như bọn họ lúc trước. Sự chênh lệch lớn như vậy đã khiến cho đám tân sinh này có chút ngốc trệ. Không hổ là những người nổi trội, đứng đầu cuộc thi tuyển. Thực lực của bọn họ cũng thật mạnh mẽ quá đi. Là tân sinh, bọn họ tự nhiên là biết năm người Tiêu Viêm. Chỉ có điều, bọn họ cũng không ngờ rằng khi năm tên này hợp lại thì ngay cả học viên cũ của nội viện cũng đều có thể chiến thắng. Đội ngũ này thật sự là mạnh mẽ, chậc chậc. Thật sự không thể tưởng tượng được rằng nội viện lại độc đáo như vậy. Quả nhiên ở đây không có uổng phí nỗi chờ mong của ta à. Hổ ra thưởng thức hỏa tinh tạp trong tay. Mắt liếc năm tên học viên cũ nội viện kia bị Tiêu Viêm trói lại trên thân cây, hơn nữa còn bị mạnh mẽ đánh ngất đi, nũng nịu cười nói. Lúc trước nàng từ trên người học viên cũ kia lấy được 18 hỏa năng, bởi vậy hiện tại số lượng hỏa năng trên hỏa tinh tạp đã từ 5 biến thành 23. Thật đáng tiếc mình không thể cướp sạch hỏa năng của bọn chúng mà lại phải lưu lại 7 ngày hỏa năng để làm gốc nữa. Có chút tiếc hận liếc mắt một cái, hổ ra than thở nói. Xem ra cái thiên phần luyện khí tháp kia của nội viện hẳn là nguyên nhân vì sao đệ tử nội viện tu luyện có thể nhanh như vậy đi. Thật sự làm người ta kinh ngạc. Huân Hy nhẹ giọng cười nói. Thật sự ngoài dự đoán mọi người. Ngô Hạo chậm rãi gật gật đầu, nói, nhưng so ra, ta đối với cái gọi là cường bảng kia càng cảm thấy hứng thú. Đợi sau khi đi vào nội viện, ta sẽ tìm cơ hội đi khiêu chiến bọn họ. Trong thanh âm Ngô Hạo ẩn chứa chiến ý nóng bỏng, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu tên chiến đấu cuồng nhân. Kế tiếp nên làm sao đây? Trên khuôn mặt luôn lạnh như băng của Bạch Sơn lúc này cũng đã có hơn một phần tươi cười. Nguyên nhân tự nhiên đó là từ trong tay gia hỏa không may kia cướp đoạt tới 20 ngày hỏa năng. Ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua năm tên học viên cũ đang hôn mê, khi xác định bọn họ thực sự không còn phản ứng sau đó mới ngẩng đầu lên, từ trong nạp giới móc ra lộ tuyến đồ cực kỳ đơn. Giản, nghiên cứu cả buổi trời, mới nhận biết được một chút nên có hơi chần chừ chỉ vào một địa phương nói, diện tích của khu rừng rậm này quả vô cùng rộng lớn. Vị trí hiện giờ của chúng ta hẳn là ở chỗ này. Nếu vẫn theo hướng con đường này mà đi thì có lẽ một ngày nữa là có thể thoát khỏi mảnh rừng rậm này. Vậy thì nhanh lên đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Nghe vậy, Bạch Sơn vội vàng thúc giục nói. Tiêu Viêm nhìn hắn một cái nhưng cũng chẳng có động tĩnh gì.
Tinh phiến đen nhánh ở đầu ngón tay cấp tốc xoay tròn, đôi mắt đen nhánh thoáng lóe lên. Một lát sau, ngón tay hắn khẽ động, đem tinh tạp chuẩn xác kẹp ở giữa ngón tay, mỉm cười nói, các vị, nếu đã biết tầm quan trọng của hỏa năng này ở trong nội viện, vậy thì, các ngươi muốn nhiều hơn một chút không? Ai lại không muốn? Của ta còn chưa đủ để có thể ở bên trong cái gọi là thiên phần luyện khí tháp tu luyện một năm đâu. Hổ gia bĩu môi, nói, mà cả mấy người khác cũng khẽ gật đầu. Từ miệng mấy tên học viên cũ kia, bọn họ cũng đã hiểu rõ tầm quan trọng cùng sự cần thiết của hỏa năng ở bên trong nội viện. Vậy các ngươi có nguyện ý vì hỏa năng này mà mạo hiểm không? Tiêu Viêm cười tủm tỉm nói, ngươi có ý tứ gì? Bạch Sơn khẽ nhíu mày, mày bỗng nhiên nhướng lên. Kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem chủ ý đánh tới đội ngũ học viên cũ khác sao? Nếu bọn họ có thể cướp đoạt chúng ta, vậy tại sao chúng ta không thể cướp đoạt bọn họ? Tiêu Viêm nhàn nhạt cười cười, nói, hơn nữa dựa trên thực lực mà nói. Ngoại trừ hai đội gọi là Hắc, Bạch quan sát đội ra, những đội khác, chỉ cần không để cho bọn họ liên thủ công kích chúng ta, thì bất kỳ một đội ngũ nào cũng không thể một mình chống lại chúng ta. Vậy nên điều này chính là cơ hội của chúng ta. Thế nào? Muốn thử một phen không? Lời nói của Tiêu Viêm làm Hổ gia ba người đều lâm vào trầm mặc. Huân Nhi cười nhẹ một tiếng, vẫn đứng ở bên cạnh Tiêu Viêm, nàng đã dùng hành động cho thấy lựa chọn của mình. Sự trầm mặc kéo dài một lát, Ngô Hạo đầu tiên gật gật đầu, trầm giọng nói, có mạo hiểm mới có thu hoạch, chỉ cần ngươi dám làm, ta đây cũng không chịu lùi dù là nửa bước. Ai? Tên điên cuồng, được rồi, được rồi. Ai bảo hỏa năng kia khiến cho ta thèm nhỏ dãi không thôi làm gì? Hổ gia vuốt vuốt bàn tay, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta không có ý kiến. Thấy tất cả mọi người đã đáp ứng, Bạch Sơn lại tiếp tục liếc nhìn tinh tạp trong tay một cái, cắn cắp, nói, liều mạng. Hảo, nếu tất cả mọi người đồng ý, vậy liền quyết định như thế đi. Vỗ bàn tay, Tiêu Viêm cười, chợt thoáng chần chừ một chút, trầm giọng nói, nhưng mà trước tiên, ta đây nói một chút. Chúng ta có thành công hay không thì cũng cần phải nói trước, nếu sau này cướp được hỏa năng của đội ngũ khác, thì phải phân phối như thế nào đây? Ta không muốn đến lúc đó bởi vì nguyên nhân phân phối không đều mà làm cho đoàn đội tan vỡ. Nghe vậy, mấy người Bạch Sơn từng người, chợt gật gật đầu, vấn đề này nếu là làm không tốt, nói không chừng thật sự sẽ làm cho đoàn đội tan vỡ. Mà dưới loại tình huống này, nếu là đoàn đội tan vỡ, bất kỳ người nào trong số bọn họ chỉ sợ cũng không thể bằng vào lực lượng của chính mình rồi thuận lợi đi ra khỏi rừng. Vậy lúc này cần nhất là sự hợp tác trong đoàn đội mà không phải là sự dũng mãnh của một cá nhân. Phân phối bằng nhau đi, nếu không đủ để có thể hoàn toàn chia đều thì như vậy, lần sau sẽ ưu tiên bổ sung cho hắn. Thế nào hả? Huân Nhi im lặng một hồi, nói, ta không ý kiến. Hổ ra, cùng Ngô Hạo gật đầu, Bạch Sơn cũng gật đầu. Một khi đã như vậy, thì lấy loại hình thức phân phối này đi. Thấy vấn đề thực tế có thể dễ dàng khiến đội ngũ tan vỡ nhất đã được giải quyết, trong lòng Tiêu Viêm lúc này mới nhẹ nhõm thở dài một hơi. Hắn xoay người nhìn thoáng qua năm tên tân sinh mặt tái mét cách đó không xa, vung tay lên, mấy bình ngọc ném qua, một ít thuốc chữa thương, có thể giảm bớt ngoại thương cho các người. Tay chân luống cuống tiếp nhận thuốc chữa thương, năm tên tân sinh sửng sốt, trong lòng như có dòng nước ấm áp chảy qua, hướng Tiêu Viêm gật gật đầu thật mạnh. Trong ánh mắt tràn ngập một loại cảm kích, tuyết trung tống thán, đưa than sưởi ám trong ngày tuyết rơi, vĩnh viễn là cử chỉ dễ dàng nhất để nắm bắt lòng người. Tùy ý phất tay, Tiêu Viêm hướng về đám người Hổ gia hô một tiếng, năm bóng người ngay lập tức xông vào trong rừng, cuối cùng là nhanh chóng biến mất. Lúc này những con mồi đã bắt đầu đi tìm kiếm thợ săn để xuống tay, bên trong rừng rậm mịt mờ. Trên ngọn một đại thụ, vị lão nhân ngồi xếp bằng trên đó mà thân hình không chút động đậy. Gió nhẹ thổi qua, áo bào trên thân bọn họ cũng tựa như một loại sắt thép, không nhúc nhích, trông qua quả thật là kỳ dị. Lúc này, hai gã lão giả đang nhắm mắt bỗng nhiên đôi mắt chậm rãi mở ra, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái đều từ trong mắt đối phương nhìn ra một chút kinh dị và cũng đôi chút buồn cười. Hắc hắc, hảo, hảo, năm tân sinh này so với năm trước có ý tứ hơn nhiều. Một gã lão giả áo xám mở miệng trước cười nói, năm tên tiểu tử kia hẳn là top 5 của cuộc thi tuyển năm nay đây. Thực lực cũng không tệ, tiềm lực cũng không tầm thường,
khó trách ngay cả đội ngũ lão sinh nội viện đều cũng có thể đánh bại. Một gã lão giả khác thân mặc áo bào lam, cũng nhẹ gật đầu, tán thưởng nói, tên tiểu tử đầu lĩnh kia gọi là Tiêu Viêm đúng không? Rất giỏi, đảm thức không tồi. Ta thích. Lão giả áo xám vỗ về chòm râu cười nói, nghe bọn hắn trong lúc nói chuyện, giống như đem hành động của đám người Tiêu Viêm đều thu vào trong mắt vậy. Ha ha, quả là rất không tồi. Vốn chi đội ngũ kia cũng không hài hòa, thế nhưng tên tiểu tử này cũng đã miễn cưỡng đưa bọn chúng chỉnh hợp lại với nhau. Mấy tên đệ tử bài danh top 5 ở cuộc thi tuyển năm trước thì đều là một bọn thùng rỗng kêu to nên ai cũng chẳng phục ai, cuối cùng bị lão sinh nội viện chia ra đánh bại. Nhưng lần này, có lẽ chi đội ngũ kia có thể làm cho nhiều người ngoài dự liệu. Lão nhân áo bào lam cười nói, bất quá hiện tại cũng không vội kết luận a. Năm nay Hắc Bạch sát quan, chính là một đám gia hỏa từ trong cạnh ký tràng chạy tới nên thực lực bọn chúng cũng không phải là đội ngũ bình thường có thể sánh bằng đâu. Cái đội ngũ kia của Tiêu Viêm nếu là gặp bọn họ, ai thắng ai bại, còn khó mà nói lắm đó. Lão giả áo xám rất hứng thú nói, ân. Những tên kia, mỗi người thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, phối hợp với nhau cũng rất ăn ý. Đội ngũ Tiêu Viêm gặp bọn chúng, sợ là có khổ chiến đây. Thế nhưng, ta vẫn rất chờ mong trận giao đấu mạnh mẽ này. Lão nhân áo bào lam cười nhẹ một tiếng, trong tiếng cười, dường như có loại ý tứ chờ đợi. Kế tiếp, rốt cuộc không phải nhàm chán nữa rồi, chờ xem kịch vui thôi. Hai vị lão giả liếc mắt nhìn nhau một cái mà cười khẽ, rồi chợt lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại. Bên trong rừng cây rậm rạp, năm bóng người chậm rãi đi trên cành lá khô, cước bộ dẫm lên lá khô, phát ra thanh âm sàn sạt rất nhỏ, còn trên ngực của năm người này đều đeo một quả huy chương có hình tháp. Mẹ nó, chúng ta cũng quá không may phải không? Từ lúc đi vào rừng rậm đến bây giờ, vậy mà ngay cả một chi đội ngũ tân sinh cũng chưa gặp. Cứ đi như vậy mà nói, ta ngay cả tiền vốn tham gia cuộc săn cũng không lấy lại được. Giữa năm người, một gã thanh niên bỗng nhiên nhịn không được lên tiếng mắng. Đừng ồn ào, tiếp tục tìm đi, có khoảng chừng 50 tân sinh đó. Gấp cái gì? Một vị nam tử đầu lĩnh nhíu mày, hướng về thanh niên khiển trách một tiếng. Mấy vị, là các ngươi đang tìm chúng ta sao? Ngay lúc nam tử đầu lĩnh khiển trách, thì tiếng cười khẽ từ xa xa phía trước vang lên. Năm tên học viên cũ nội viện này cả kinh, vội vàng ngẩng đầu. Lại kinh ngạc phát hiện, ở cách bọn họ không xa, một chi đội tân sinh 3 nam 2 nữ đang cười tủm tỉm đem tầm mắt hướng về bên này, bắt lấy bọn họ. Trên khuôn mặt kinh ngạc dần dần được thay thế bởi vẻ mừng như điên, tên nam tử cầm đầu vội vàng quát một tiếng, chợt năm người đột nhiên hướng đội ngũ tân sinh cách đó không xa vây quanh lại. Quy tắc cũ, một chọi một, tinh tạp thu được, phân phối theo tập thể. Nhìn năm người kia vậy mà chủ động tiến lên trước, trên khuôn mặt của thanh niên áo đen nổi lên ý cười nồng đậm hơn rất nhiều, nghiêng đầu hướng về bốn người phía sau khẽ cười nói. Ân, nếu rõ rồi, vậy lên đi, vì hỏa năng của chúng ta. Thanh niên áo đen mỉm cười. Theo thời gian, năm cỗ đấu khí mạnh mẽ, đột nhiên từ bên trong rừng bạo dũng. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 436, phối hợp nhanh chóng phát triển. Trong rừng cây rậm rạp, đấu khí đột nhiên bạo phát, một lát sau, một đạo thân ảnh rơi xuống mặt đất rồi bắn ra, cuối cùng va mạnh vào một tảng đá trên mặt đất, khuôn mặt vặn vẹo, một vết máu từ trong khóe miệng tràn ra. Sau lưng truyền đến cảm giác đau nhức làm cho vị hoàng y nam tử này hiện lên một tia hung lệ trong mắt. Nhưng khi hắn còn chưa có động tác gì, bóng đen trước mặt đột nhiên lao đến, một bóng mờ thật lớn mang theo tiếng không khí bị xé rách ập tới, đập mạnh về phía trước. Không nên. Bóng mờ chính diện lao đến, mang theo khủng bố kình khí, rốt cuộc làm cho hoàng y nam tử trong mắt hiện lên một mảnh kinh hãi, thất thanh kêu lên. Khi tiếng kêu của hoàng y nam tử vang lên, bóng mờ đang lao tới đột nhiên dừng lại. Mặc dù dừng lại đúng lúc, nhưng kình phong vẫn xuyên qua không khí hung hăng đập vào mặt hoàng y nam tử, làm cho khuôn mặt vặn vẹo như mặt nước gợn sóng, sau đó mới khôi phục bình thường. Bóng mờ dần dần lùi lại, đại xích tử cắm thật mạnh trước mặt hoàng y nam tử. Hắc bào thanh niên từ trên cao nhìn xuống, thanh âm thản nhiên làm cho hắn run rẩy một trận, giao hỏa tinh tạp ra đây.
các ngươi là tân sinh, các ngươi cũng cần hỏa tinh tạp sao? Nuối một ngụm nước bọt, Hoàng Y nam tử nhìn mấy trận chiến đấu kịch liệt khác trong rừng, con mắt đảo một vòng, mở miệng nói. Tất nhiên là cần hỏa năng. Tiêu Viêm nhẹ giọng cười cười, bàn tay cầm huyền trọng xích cũng nắm chặt thêm. Trong vòng 10 giây giao ra hỏa tinh tạp, hoặc là ta động thủ đem ngươi đánh ngất rồi tự lấy, ngươi chọn cách nào? Nhìn khuôn mặt tuấn tú tươi cười, Hoàng Y nam tử trong lòng cũng mọc lên một chút hàn ý, tên này thật đáng sợ. Nhận được trong giọng nói Tiêu Viêm mang theo hơi thở lạnh như băng, mặc dù trong lòng cực kỳ không muốn, nhưng cũng không dám kéo dài. Khuôn mặt chua xót từ trong nạp giới lấy ra một cái tinh tạp màu lam, sau đó đưa về phía Tiêu Viêm cười tủm tỉm tiếp nhận. Tạp phiến, Tiêu Viêm liếc mắt thấy phía trên có số 32, trong lòng âm thầm gật đầu, không tồi, thu hoạch lớn, không nghĩ đến tên này so với mấy tên trước còn giàu có hơn. Nắm tạp phiến, Tiêu Viêm khẽ động thân hình, chân phải không nặng không nhẹ đá vào thái dương Hoàng Y nam tử. Vừa vặn đem hắn đá ngất mà không đến mức ảnh hưởng quá nặng. Không lâu sau khi Tiêu Viêm đem Hoàng Y nam tử giải quyết, những trận chiến xung quanh cũng đi vào hồi kết. Một lúc sau, bốn đạo thân ảnh nặng nề đáp xuống một chỗ trên mặt đất, chiến đấu rốt cuộc kết thúc. Năm cái hỏa tinh tạp. Trừ ra 7 ngày hỏa năng gốc, chúng ta có thể phân phối tổng cộng 125 ngày hỏa năng. Mỗi người vừa vặn có thể được phân được 25 ngày hỏa năng, mọi người có ý kiến gì không? Từ Bạch Sơn bốn người tiếp nhận hỏa tinh tạp, Tiêu Viêm tính toán một lúc, sau đó cầm 5 tấm tạp phiến, cười hỏi. Ừ, bốn người gật đầu. Bởi vì đã có hình thức phân phối từ ban đầu, nên bọn họ tự nhiên không có khả năng phản đối. Nhìn thấy bốn người gật đầu, Tiêu Viêm mỉm cười, đem tạp phiến đưa cho bốn người, tự lấy cho đủ, nếu thiếu thì lấy thêm từ một tấm khác. Năm người mỗi người cầm một cái tạp phiến, dùng sức ấn mạnh một cái, khi quang mang lóe lên, con số màu đỏ trên tinh tạp đen nhánh lại tăng thêm một ít. Đem hỏa năng cướp đoạt xong, Tiêu Viêm đem mấy chiếc màu lam tinh tạp trả về trên người mấy tên nội viện đệ tử đang bị buộc chặt trên thân cây không thể động đậy. Cười cười nói, đa tạ các vị học trưởng đã tặng hỏa năng, sau này lúc nào rảnh sẽ tới báo đáp, bây giờ thì xin cáo từ. Đi nhanh lên, ta cảm thấy có đội ngũ khác đang đến đây. Xoay người, Tiêu Viêm đối với hổ gia bốn người nhẹ giọng nói, sau đó hắn vung tay lên, liền nhanh chóng tiến vào rừng rậm, bốn người phía sau. Hưng phấn theo sát phía sau, hiện tại bọn họ nghĩ đến, lúc đầu đi theo Tiêu Viêm là một quyết định không sai, mới qua mấy giờ, bọn họ liền thành công chiếm được hỏa năng của hai đội ngũ của nội viện. Thu hoạch to lớn như vậy không làm bọn họ không hưng phấn cũng không được. Ngay sau khi Tiêu Viêm đám người biến mất khoảng 5-6 phút, trên nhánh cây trong rừng bỗng nhiên rung rung vài cái, năm đạo bóng người nhanh chóng đáp xuống. Sau khi bọn họ hiện thân, nhìn thấy năm tên năm lão sinh của nội viện bị trói trên cây, ngay cả miệng cũng bị bịt chặt lại, nhất thời kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau một cái. Một người trong đó cẩn thận đem dây thừng cắt đứt, nhất thời, thân thể của năm tên không may mềm nhũn rơi xuống, thở gấp dồn dập. Mẹ nó, lần này lại bị tân sinh cướp ngược lại. Hít vào vài hơi, tên Hoàng Y nam tử nhảy dựng lên, sắc mặt xanh mét mắng to. Đội ngũ lão sinh vừa đến, nghe thấy hắn chửi mắng, nhất thời ngẩn ra, khuôn mặt cổ quái nhìn Hoàng Y nam tử năm người. Nhìn cái rắm, các ngươi mà gặp mấy tên kia nhất định cũng không khá hơn bọn ta chút nào. Năm nay, đám tân sinh này lại chui ra một đám biến thái. Nhìn đối phương sắc mặt cổ quái, càng làm cho Hoàng Y nam tử quát to như sấm, cũng chẳng quản đối phương có hay không giải quyết bọn hắn. Mở miệng mắng to lên, dù sao nơi này cũng là ở trong rừng rậm, bọn họ mặc dù có thể cướp đoạt tân sinh, nhưng lại không thể đối với các lão sinh ra tay. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không giống mấy tên phế vật nào đó, lại bị tân sinh cướp đoạt lại hỏa năng. Đây chính là sự kiện nổi bật nhất trong vòng 10 năm nay, từ nay về sau, các ngươi tại nội viện xem như nổi danh rồi. Đầu lĩnh của chi đội ngũ kia bị Hoàng Y nam tử nói cũng tức giận, cười lạnh châm chọc một câu. Chẳng thèm nhìn lại, phất phất tay, liền mang theo đồng bọn lùi nhanh vào trong rừng, biến mất không thấy. Mẹ nó, chờ các ngươi gặp xem có phải khóc hay không, bây giờ mạnh miệng thì được cái rắm gì. Hướng về chi đội ngũ vừa rời đi, hung tợn vung vung nắm đấm, Hoàng Y nam tử từ trong ngực lấy ra màu lam tinh tạp. Nhìn con số 7 chói mắt phía trên, sắc mặt âm trầm như trời sắp nổi cơn mưa to, trông cực kỳ đáng sợ. Sau khi Tiêu Viêm đoạt hỏa năng của đội ngũ Hoàng Y nam tử khoảng 3 giờ,
Lúc trời bắt đầu tối, bọn họ lại gặp phải một đội ngũ lão sinh đơn độc. Nhưng lúc này, tính toán của bọn họ hoàn toàn thất bại. Bởi vì lần này đội ngũ lão sinh kia phối hợp rất ăn ý. Trình độ vượt xa so với mấy người Tiêu Viêm đoán trước, hai chi đội ngũ nội viện lão sinh mà họ gặp lúc trước đều là bằng thực lực đơn thể xuất sắc. Đem đối phương mạnh mẽ chia nhỏ, sau đó diệt từng bộ phận một. Nhưng lần này, bọn họ thực sự gặp phải một khối sắt cứng rắn. Mặc dù chi đội ngũ này lúc đầu bị 5 người Tiêu Viêm đánh lén có chút bối rối, bất quá, chỉ trong một thời gian ngắn, bọn họ đã nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. 5 người dựa lưng vào nhau giống như một khối sắt, bất kể 5 người Tiêu Viêm tìm mọi cách dụ dỗ, bằng sự phối hợp ăn ý với nhau, hợp lực đem công kích hóa giải. Sau gần nửa giờ giằng co, Tiêu Viêm quyết định phất tay, dẫn mọi người rời đi thật nhanh. Lần này bọn họ không công mà về. Mà sau khi trải qua thất bại này, nhóm Tiêu Viêm mới nhận thức được rằng trình độ phối hợp ăn ý của nhóm mình so sánh với đội ngũ nội viện lão sinh kia chênh lệch đến thế nào nào. Sau khi nhận thức được nhược điểm của đội ngũ mình, nhóm 5 người Tiêu Viêm cũng bắt đầu thử tính toán tiến hành phối hợp. Trải qua một đêm không ngủ luyện tập, độ phối hợp của 5 người không dám nói là hoàn mỹ, nhưng nếu so sánh với hôm qua mà nói, cũng là có tiến bộ rất lớn. Bởi vì bây giờ ít nhất bọn họ đã hiểu được liên thủ, mà không giống lúc đầu, hoàn toàn bằng vào lực lượng riêng rẽ của một cá nhân chiến đấu với 5 người của đối phương. Không thể không nói, việc phối hợp luyện tập cả đêm mang đến cho 5 người Tiêu Viêm thật nhiều chỗ tốt. Bởi vì, buổi trưa ngày hôm sau, đám người Tiêu Viêm lại may mắn đụng phải đội ngũ đã làm bọn họ kinh ngạc hôm qua. Song phương chạm mặt, đầu tiên là ngẩn ra một lúc, sau đó lao vào nhau, lại một lần nữa chiến đấu ác liệt. Trận chiến này, đám người Tiêu Viêm không bị bó tay bó chân như hôm qua, mặc dù vẫn khó có thể đột phá đội hình cứng như sắt thép của đối phương, nhưng ít nhất đã có xu thế phản kích lại được. Mà đối với sự tiến bộ của đám người Tiêu Viêm, đội ngũ kia cũng có chút hoảng sợ ngay lúc đó. Theo thời gian song phương giằng co tăng lên, trình độ phối hợp của đám người Tiêu Viêm được tôi luyện trong chiến đấu dần dần thuần thục. Cứ theo đà này, đợi đến thời điểm đối phương tiếp tục phối hợp thuần thục hơn nữa, chỉ sợ bên mình thật sự bị đánh bại. Nhưng khi đám người Tiêu Viêm chiếm cứ được thượng phong không lâu, Tiêu Viêm bỗng nhiên biến sắc, hắn có thể cảm giác được. Xung quanh tựa hồ như có 2 đội ngũ đang nhanh chóng đi tới chiến trường bên này, hiển nhiên là bị dao động chiến đấu bên này hấp dẫn lại, lập tức không dám chậm trễ, vung tay lên lạnh lùng nói, rút mau. Nghe được tiếng quát của Tiêu Viêm, vốn đang tập trung đánh nhau, đám người Bạch Sơn nhất thời sửng sốt. Mặc dù trong lòng có hơi luyến tiếc tình thế đang tốt đẹp, nhưng mà bởi vì trong 2 ngày trước, Tiêu Viêm báo động cực kỳ chuẩn xác, bọn họ cũng đành mạnh, mẽ thu tay lại, sau đó cùng Tiêu Viêm bay nhanh vào rừng rậm, cuối cùng biến mất trong tầm mắt của đội ngũ nội viện đang mồ hôi đầm đìa cả người. Khốn kiếp, bọn người kia phát triển quá nhanh, nếu lần sau gặp lại, phối hợp của chúng ta chỉ sợ sẽ không tạo thành quá lớn trở ngại cho chúng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào chỗ đám người Tiêu Viêm biến mất, gã thanh niên đội trưởng đội ngũ này sắc mặt âm trầm, nhịn không được thấp giọng mắng. Kết cục trận chiến không phân biệt được cao thấp, đội ngũ nội viện lão sinh này lại cảm thấy trái tim có chút băng giá, đội ngũ tân sinh 3 nam 2 nữ kia dường như cố gắng giằng co với họ. Chỉ cần phụ cận không có xuất hiện đội ngũ nội viện lão sinh nào khác, đội ngũ tân sinh này sẽ từ bất cứ ngóc ngách nào tấn công, làm bọn họ mệt mỏi muốn chết. Ngắn ngủi một ngày thời gian, đội ngũ nội viện lão sinh này bị đám người Tiêu Viêm tập kích không dưới 5 lần, mà trong 5 lần đó, đám người Tiêu Viêm phối hợp càng ngày càng ăn ý, đến lúc này bọn họ mới hiểu, thì ra đội ngũ tân sinh kia lại đem bọn họ biến thành đá mài để mài luyện. Nhưng khi bọn hắn nhận ra được sự thật thì cũng đã chậm, bởi vì lúc này bọn họ đã bị 5 người Tiêu Viêm như âm hồn không tiêu tan vây kín lại. Lúc này Tiêu Viêm 5 người thể hiện sự phối hợp ăn ý đã làm bọn họ lâm vào tuyệt vọng. Tại một ngày trước còn làm cho Tiêu Viêm đám người thúc thủ vô sách mà bây giờ không đến 10 phút. Đội ngũ này đã triệt để bị Tiêu Viêm đám người oanh kích tan vỡ, mà khi thất bại, hỏa năng trong tay bọn họ tự nhiên sẽ trở thành chiến lợi phẩm, rơi vào trong tay đám người Tiêu Viêm. Sau khi trải qua trận chiến này, tin tức có một đội ngũ tân sinh đang cướp đoạt hỏa năng trong tay các đội ngũ nội viện lão, sinh bắt đầu từ trong rừng rậm được truyền bá rộng ra. Vì vậy một ít đội ngũ nội viện lão sinh bắt đầu khủng hoảng, toàn bộ cuộc săn hỏa năng cũng bắt đầu loạn cả lên, cho hay dường như mới chính thức bắt đầu từ bây giờ.
Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 437, sức chiến đấu sau khi hình thành chỉnh thể. Hắc, nghe nói có đội ngũ tân sinh ở trong rừng săn ngược lại nội viện học viên cũ đó. Hả? Không thể nào. Ai can đảm đến thế? Dám chọc vào những tên kia sao? Ha ha, còn có thể là ai? Đương nhiên là chi đội ngũ tân sinh mạnh nhất rồi. Chi đội của bọn người Tiêu Viêm hả? Mẹ nó. Hôm qua tân sinh chúng ta bị mấy cái tên vương bát đản kia khi dễ đủ điều, hiện tại cũng nên làm cho bọn chúng nếm thử tư vị bị cướp đoạt. Rất tốt, thật hả giận. Ha ha, đi nhanh lên, nói không chừng vận khí tốt, còn có thể gặp bọn người Tiêu Viêm trong rừng. Chỉ cần đi theo phía sau bọn họ, cũng không cần lo lắng mấy tên học viên cũ nội viện kia nữa. Bên trong rừng, đồn đại bắt đầu lan truyền ra, đến bây giờ, chuyện về đám người Tiêu Viêm đang săn đội ngũ học viên cũ gần như đã truyền khắp toàn bộ rừng rậm. Mặc kệ là đội ngũ học viên cũ hay là đội ngũ tân sinh, đều bị tin tức này làm cho sợ hãi trợn mắt há hốc mồm. Theo lời đồn đại truyền ra không lâu, ngay khi có một ít người vẫn như cũ bảo trì thái độ hoài nghi, thì bốn chi đội ngũ nội viện học viên cũ sắc mặt âm trầm đáng sợ, mang theo tràn ngập buồn bực cùng tức giận, không nghe không để ý một đường trực tiếp hướng phía cuối rừng rậm đi đến. Cho dù là trên đường ngẫu nhiên có gặp một ít đội ngũ tân sinh thì bọn học vẫn không ra tay, chỉ là mặt âm trầm rời khỏi rừng. Đối với hành động của bọn hắn, tân sinh có lẽ có một chút nghi hoặc, mà mấy cái đội ngũ quen thuộc cũng cực kỳ rõ ràng. Dựa theo quy củ, nếu như đội ngũ học viên cũ ở trong rừng hỏa năng bị mất còn lại dưới mức 10, như vậy liền mất đi tư cách tiếp tục ở lại rừng rậm tham gia cuộc săn. Lúc này bọn họ cần tự động rời đi. Rất hiển nhiên, bốn chi đội ngũ này hẳn là bởi vì hỏa năng có số lượng dưới 10 rồi. Thế nên chỉ có thể cực kỳ không tình nguyện rời khỏi địa phương làm cho bọn họ cảm giác sỉ nhục này. Bên trong rừng, từng đôi mắt dõi theo bốn chi đội ngũ đang rời đi, chợt bắt đầu có chút yên lặng. Sau một hồi, mấy ánh mắt vốn tràn ngập hoài nghi, rốt cuộc cũng dần dần biến mất, thay vào đó là đọng lại một cỗ nhàn nhạt phẫn nộ. Làm đội ngũ nội viện học viên cũ, trong mấy năm nay dường như chưa từng xuất hiện qua sự tình học viên cũ bị tân sinh cướp đoạt trở lại. Mà hiện tại ở trong rừng bỗng nhiên xuất hiện chuyện này cũng giống như là hung hăng tát vào mặt mấy tên ma cũ kia. Hơn nữa cái tát này còn vang dội đến như thế. Mấy tên tân sinh không biết trời cao đất dày, các ngươi sẽ vì kiêu ngạo mà phải trả cái giá đắt. Ánh mắt của tất cả học viên cũ từ rừng rậm thu hết trở về, trong lòng hung tợn nói một câu, chợt trong rừng rậm từng bóng người bỗng nhiên lướt ra, một ít đội ngũ tự cho mình hơn người. Đã bắt đầu nhịn không được chủ động đi tìm kiếm chi đội ngũ của Tiêu Viêm tân sinh năm một bị học viên cũ áp chế dường như đã trở thành chuyện thường tình. Bởi vậy trong lòng bọn họ cực kỳ không muốn bị bất kỳ tân sinh nào phá vỡ một vòng mà bọn họ đã và đang tham gia này, cho nên bây giờ bọn họ cần phải là đem chi đội ngũ tân sinh kiêu ngạo kia hoàn toàn loại bỏ. Kết quả là mấy chi đội ngũ trong rừng rậm đều bắt đầu lùng sục khắp cánh rừng. Xong, bọn họ trải qua gần một ngày thời gian tìm tòi, lại không tìm được nửa điểm tung tích của đám người Tiêu Viêm. Bọn bọ cho rằng năm người Tiêu Viêm đã có thể bởi vì sợ hãi mà lẩn trốn đi rất xa. Chi đội ngũ tân sinh kiêu ngạo kia, thế nhưng lại xuất hiện ngoài dự liệu của nhiều người. Trên mặt rừng trống trải, một tầng lá vàng thật dày, tựa như tấm thảm màu vàng bình thường. Vào lúc này trên mặt đất trống trải, năm tên tân sinh mặt bám đầy bụi bẩn, đang dựa lưng vào nhau vây thành một vòng tròn nhỏ. Mắt tràn ngập lửa giận nhìn năm tên trẻ tuổi xung quanh bọn họ, ở trên ngực năm tên trẻ tuổi này đều đeo một quả huy chương hình tháp. Đem hỏa năng giao ra đây, để khỏi chịu thêm đau khổ, như thế nào? Một gã thanh niên rõ ràng là nội viện học viên cũ, đôi mắt dương lên, tóc của hắn suông thẳng gần tới bả vai, liếc nhìn một cái, khí chất có một phần âm nhu. Lúc này, vị thanh niên tóc dài này đang nhìn năm tên tân sinh dựa vào thế hiểm yếu để chống lại, nhàn nhạt cười nói. Giao cái rắm, muốn thì trực tiếp đến đây mà cướp đi, lão tử liều mạng dù bị đánh cũng muốn cắn ngược lại ngươi một cái. Năm tên tân sinh bị bao vây tính tình cũng rất kiên cường, tay tùy ý lau đi vết máu ở khóe miệng, chợt phun ra một ngụm máu loãng, nổi giận mắng. Ha ha, cứng đầu lắm. Thanh niên tóc dài vỗ tay cười tủm tỉm, khẽ nói, được rồi, các ngươi đã không chịu phối hợp thì cũng chỉ có thể đánh các ngươi ngã xuống,
tự mình chúng ta động thủ lấy đi thôi. Phi, ngoài cái rắm, các ngươi đừng tưởng rằng là học viên cũ thì có thể hoành hành không úy kỵ sao, chờ sau khi các ngươi gặp Tiêu Viêm học trưởng bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cầm hỏa năng giao ra thôi. Ha ha, ai nói tân sinh chúng ta vốn không có năng lực phản kháng nào? Một gã tân sinh cười to nói, trong tiếng cười khó có thể che giấu sự châm chọc. Tiêu Viêm. Nghe cái tên này, đuôi lông mày của thanh niên tóc dài nhướng lên, trên khuôn mặt tươi cười thoáng một chút lạnh nhạt, cười lạnh nói. Nguyên lai các ngươi đem hy vọng ký thác vào trên người bọn chúng, thế nhưng thật đáng tiếc, trong hai ngày qua, chi đội ngũ này hoàn toàn mai danh ẩn tích. Ai biết bọn chúng đã trốn tới phương nào rồi, chờ đến khi bọn chúng xuất hiện lại, thì kết cục cùng các ngươi cũng không tốt hơn là mấy đâu. Cho nên, không cần lại tiếp tục theo đuổi cái mộng tưởng hão huyền này nữa, ngoan ngoãn đem hỏa năng giao ra đây, để khỏi bị nỗi khổ ra thịt. Nói xong, thanh niên tóc dài vung tay lên, bốn gã đồng bạn của hắn chậm rãi tiến tới từng bước, đấu khí mạnh mẽ từ trong cơ thể của bọn họ bốc lên. Trong lúc đấu khí bắt đầu khởi động, đã làm cho rất nhiều lá cây khô vàng trên mặt đất tung bay lên. Ha ha, vị học trưởng này, là ngươi đang nói chúng ta sao? Ngay lúc chi đội ngũ nội viện học viên cũ này chuẩn bị đánh đội ngũ tân sinh, thì tiếng cười khẽ bỗng nhiên ở phiến rừng trống trải vang lên. Thanh âm thình lình vang lên làm cho đấu khí mới bắt đầu khởi động ở bên này thoáng bị kiềm hãm, tất cả ánh mắt đột nhiên rời theo phương hướng thanh âm vừa truyền đến. Cuối cùng dừng lại trên một thân cây trống trải, ở nơi đó, không biết từ khi nào đã xuất hiện 5 người, 3 nam 2 nữ trẻ tuổi, đang đứng sừng sững. Vị thanh niên cầm đầu mặc áo bào đen, sau lưng đeo hắc xích rất lớn, đã đem thân phận của bọn họ biểu hiện ra rõ ràng. Tiêu Viêm học trưởng, 5 tên tân sinh bị vây khốn kia, ánh mắt thoáng kinh ngạc dừng lại ở trên người thanh niên áo đen, sau đó một cỗ mừng như điên nhất thời nổi lên trên mặt. Thanh âm hưng phấn nhịn không được hét lên, tại trong rừng rậm này tân sinh chỉ có chịu khi dễ, chi đội ngũ của Tiêu Viêm không thể nghi ngờ là cọng cỏ cứu mạng ở trong lòng tất cả tân sinh. Bởi vì chỉ có nhóm của hắn mới chân chính thành công đánh bại đội ngũ học viên cũ, ngươi chính là Tiêu Viêm. Nói như vậy các ngươi là đội ngũ săn bắt hỏa năng của học viên cũ khắp nơi đó sao? Nghe được tiếng hét, nét mặt thanh niên tóc dài hơi đổi, ánh mắt gắt gao chăm chú vào trên 5 người Tiêu Viêm. Rất tốt, không nghĩ tới ngươi vậy mà vẫn còn có gan xuất hiện. Thấy Tiêu Viêm gật đầu, thanh niên tóc dài chậm rãi đi về phía trước từng bước, đấu khí mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn bạo phun ra. Bàn tay vung lên, 4 bóng người từ sau lưng lướt đến, chia ra đứng xung quanh thanh niên tóc dài, vị trí nhìn như tùy ý, nhưng là có chút xảo diệu. Trận hình như thế này của bọn họ có thể tùy thời ứng phó công kích đến từ 4 phương 8 hướng. Đem hỏa năng giao ra, hoặc là tự chúng ta động thủ. Trận hình 5 người hình thành, trong lòng thanh niên tóc dài sự tin tưởng tăng lên, ngẩng đầu hướng về phía Tiêu Viêm chậm rãi nói. Lời này có thể nói sao? Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm nhìn thanh niên tóc dài. Trong con ngươi đen nhánh lúc này cũng lóe lên một chút lãnh ý, thân hình khẽ rung giống như một tia chớp màu đen xuất hiện ở phía trước mặt cách vị trí thanh niên tóc dài 2 thước. Từ trong nắm tay thanh sắc đấu khí mạnh mẽ xuất hiện, cuối cùng đọng lại ở phía trên quyền đầu thành một lớp sừng màu xanh. Theo năng lượng sừng xuất hiện, lực lượng trên quyền đầu của Tiêu Viêm cũng đột nhiên bạo tăng. Tiểu gia hỏa cuồng vọng, lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm đơn độc đánh tới, thanh niên tóc dài cười lạnh, hắn chưa mở miệng thì 4 tên đồng bạn bên cạnh hắn đã cùng lướt đến, khoảng cách ngắn ngủn vài bước, trong nháy mắt đã tới. 4 đôi quyền cước mang theo thanh âm nặng nề xé rách không khí nổ vang, hung hăng cùng đánh tới Tiêu Viêm, bọn họ muốn mượn sự phối hợp ăn ý, hợp lực 4 người, một kích chấn thương Tiêu Viêm. Thực lực của 4 gã học sinh khóa trên so với Tiêu Viêm không kém hơn nhiều, uy lực khi cùng ra tay như vậy, cho dù là Tiêu Viêm cũng sẽ rất khó cứng rắn tiếp được. Song thế nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác tỏ vẻ thực sự không để ý đến công kích của 4 người. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm quyền ảnh thanh niên tóc dài phía sau kia, trên quyền đầu, đấu khí màu xanh ngưng tụ ngày càng nhiều. Ngay khi quyền cước mang theo kình khí hung hãn sắp chạm đến thân thể Tiêu Viêm, thì giữa không trung đột nhiên có tiếng xé gió bén nhọn vang lên. Chợt mắt mọi người hoa lên, liền thấy 4 bóng đen giống như thiết tháp từ trên trời giáng xuống, cực kỳ chuẩn xác dừng ở 4 phía Tiêu Viêm. Sau đó, vang lên những tiếng nổ nặng nề liên tiếp phát ra từ chỗ trước mặt Tiêu Viêm.
sóng năng lượng từ điểm tiếp xúc khuếch tán ra thổi cuộn lên thảm lá khô thật dày trên mặt đất tung lên cao, sau đó từ từ rơi xuống. Phốc suy. Quyền cước của bốn vị học viên cũ bị sự xuất hiện thình lình của Huân Nhi, Bạch Sơn, Ngô Hạo, Hổ Gia bốn người ngăn cản, đấu khí mạnh mẽ, làm cho những người phía trước run rẩy một trận, trong nháy mắt sau, rốt cuộc chống đỡ không được lực lượng mạnh mẽ truyền đến nhanh chóng, mặt đỏ lên. Một ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra, thân thể giống như lá vàng trong gió mùa thu, bắn lộn ngược trở lại, cuối cùng hai mông lún sâu vào đống lá khô. Vẻ mặt hoảng sợ, ngay khi thân thể bốn vị học viên cũ bắn ngược lại trong chốc lát thì một bóng đen cũng theo sát đến. Một người thình lình lướt tới giống như là quỷ mị xuất hiện ở trước vẻ mặt đang đại biến của thanh niên tóc dài, hướng về hắn mỉm cười. Cánh tay chấn động, quyền đầu được bao bọc bởi một tầng sừng năng lượng màu xanh, nhanh như tia chớp xuyên qua phòng ngự của hai tay đang chéo nhau ở trước người thanh niên tóc dài. Nện thật mạnh lên bả vai, ngay sau đó, kinh khí phun ra, chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên thanh thúy. Thân thể thanh niên tóc dài bắn ngược về sau, hai chân để lại trên mặt đất rãnh sâu thật dài, cuối cùng đánh lên thân cây. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy tràn ra, bàn tay gạt đi vết máu. Thanh niên tóc dài buông xuống trên khuôn mặt tái nhợt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Không phải nói chi đội ngũ tân sinh này mặc dù thực lực cá nhân rất mạnh mẽ, nhưng phối hợp với nhau cũng là cực kỳ rời rạc đến thảm thương sao. Nhưng tại sao lúc này mới ngắn ngủn có 2 ngày thôi mà họ đã ăn ý với nhau đến như thế này rồi? Mà 5 tên tân sinh ở giữa vị trí trống trải đều trợn mắt há hốc mồm nhìn hai chi đội ngũ kia chỉ trong nháy mắt đã phân thắng bại. Một lúc lâu sau đó mới hít một hơi lương khí, sợ hãi. 5 người này, sau khi hình thành một chỉnh thể, đấu lực vậy mà mạnh mẽ đến mức độ này sao? Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 438, Đại Phản Kích. Suy, nhìn hai tấm hỏa tinh tạp gối lên nhau mà quang mang không ngừng lóe qua cho đến khi tối đen, trên tinh tạp số lượng lại lần nữa nhảy lên. Tiêu Viêm mỉm cười, hiện tại hỏa năng trên hỏa tinh, tạp của hắn ước chừng đã chứa tới số lượng 74 rồi. Như vậy tính ra, những hỏa năng này dường như cũng đủ cho hắn ở bên trong nơi gọi là thiên phần luyện khí tháp tu luyện thời gian hơn 2 tháng, thu hoạch như thế này có thể nói là rất lớn. Thêm chi đội ngũ này nữa, thì đến thời điểm hiện tại hẳn là có 5 chi thua bởi trong tay chúng ta rồi. Huân Hy đem tinh tạp của mình cất kỹ, liếc mắt nhìn 5 người bị Tiêu Viêm đánh bất tỉnh sau đó theo thường lệ cột lên thân cây. Cười dài nói, trừ 2 chi gọi là hắc bạch song sát kia, chúng ta còn có thể tiếp tục cướp 3 chi đội ngũ nữa. Bất quá rừng rậm quá lớn, muốn ở trong đây tìm được 3 chi đội ngũ thì thật có chút khó khăn a, mà một khi tin tức của chúng ta lộ ra, chỉ sợ mấy đội ngũ này cùng lúc chạy tới bao vây chúng ta. Mặc dù trải qua 2 ngày huấn luyện này, chúng ta phối hợp với nhau tuy rằng so với trước kia mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng đó cũng chỉ là đơn thuần ứng phó nhanh chóng với một chi đội ngũ, 2 chi mà nói, đó đã là cực hạn, 3 chi thì tuyệt đối là bại, Hổ Gia trầm ngâm nói. Tiêu Viêm nhíu mày, một lúc sau, ánh mắt quét về phía 5 tên tân sinh trong khu đất trống vẫn còn ở trong trạng thái trợn mắt há hốc mồm, tâm chợt động. Chậm rãi nói, bây giờ đội ngũ học viên cũ còn có tư cách tiếp tục tham gia cuộc săn, trừ đi hắc bạch song sát thì chỉ còn có 3 đội, cũng chỉ là 15 người. Mà tân sinh chúng ta thì không có hạn chế và bị mất đi tư cách nếu hỏa năng ít hơn 10, cho nên ta nghĩ, bây giờ tân sinh còn đang lang thang trong rừng, hẳn là cũng không ít. Rừng rậm này quá lớn dù bọn họ có bản đồ lộ tuyến, cũng rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn ngủn như vậy, thành công rời đi. Ngươi muốn làm gì? Nghe Tiêu Viêm nói, bốn người đều ngẩn ra, Bạch Sơn nhướng mày hỏi. Tập hợp toàn bộ tân sinh lại, sau đó tung ra tin đồn, hấp dẫn 3 chi đội ngũ học viên cũ lại đây, họp lực lượng của tất cả tân sinh kết thúc bọn họ. Các ngươi cho rằng như thế nào? Tiêu Viêm thản nhiên nói, đem bọn họ hấp dẫn lại đây. Vậy cũng là 3 chi đội ngũ học viên cũ a, nhất là đến lúc đó những tân sinh khác ngăn không nổi bọn họ, chúng ta đây chẳng phải là dê vào miệng cọp sao? Nghe được đề nghị cực kỳ can đảm này của Tiêu Viêm, sắc mặt Bạch Sơn nhất thời có chút biến hóa, chỉ cần một chi đội ngũ thì bọn họ đã phải trải qua phối hợp ăn ý mới có thể chiến thắng. Nếu như là 3 chi mà nói, người thất khẳng định là bọn họ,
hắn cũng không muốn đem hỏa năng thật vất quả mới cướp đoạt được lại đưa cho người khác nữa. Điều đó không nhất thiết phải cần quá nhiều tân sinh, chúng ta cũng tuyệt đối có thể chiếm được thượng phong, không nên xem nhẹ những tân sinh mới này. Bọn họ có thể lọt vào top 50 tên của cuộc thi tuyển thì thực lực tự nhiên là sẽ không yếu, chỉ là bởi vì nguyên nhân phối hợp với nhau mới bị đội ngũ học viên cũ một kích liền tan vỡ. Tiêu Viêm lắc đầu nói, hơn nữa lúc này chúng ta cũng không thể quay lại. Tìm cơ hội đưa bọn họ một lưới bắt hết, vậy sẽ có thể tiết kiệm không ít phiền toái. Chẳng lẽ các ngươi lại không muốn sớm đi tới nội viện, biết một chút về cái gọi là thiên phần luyện khí tháp sao? Tiêu Viêm giang tay nói, ân, chúng ta đã tiêu hao 3-4 ngày trời ở trong rừng rậm rồi, vẫn tiếp tục chần chừ cũng không phải biện pháp. Ngô Hạo gật gật đầu, thanh âm trầm thấp nói, ta không quan tâm, dù sao cùng lắm thì hỏa năng thu được lại tiếp tục trả cho bọn hắn cũng được. Hổ Gia bĩu môi, nhìn phía Tiêu Viêm tiếp tục nói, hiện tại ngươi đã là đội trưởng, việc này ngươi hạ quyết sách là được rồi, đừng lề mề. Nghe vậy, Tiêu Viêm lắc lắc đầu bất đắc dĩ, hành động này của hắn là trưng cầu ý kiến đồng bạn, tới trong miệng nàng lại thành lề mề. Ai? Được rồi, lại tiếp tục nghe ngươi một lần, hy vọng ngươi đừng thất bại. Nhìn thấy Ngô Hạo, Hổ Gia cũng không ý kiến, Bạch Sơn cũng đành phải gật gật đầu. Hắn rõ ràng, trải qua mài giũa 2 ngày liên tiếp, hiện tại ở trong đoàn đội này, uy tín của Tiêu Viêm đã làm cho Ngô Hạo, Hổ Gia ở trong lòng bọn họ có chút tin phục. Mà Huân Nhi vẫn đối với hắn là nói gì nghe nấy, bởi vậy, bên trong đoàn đội này, lời nói của Bạch Sơn cơ bản là có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Ai làm theo kẻ có địa vị thấp chứ? Nhìn thấy một lần nữa thống nhất ý kiến, lúc này Tiêu Viêm mới cười gật gật đầu, suy nghĩ một chút, thình lình quay đầu đem ánh mắt ném về hướng 5 tên tân sinh trên đất trống. Chợt cười đi tới, bàn tay vừa lật, mấy bình thuốc chữa thương xuất hiện ở trong tay, sau đó đem nó đưa qua, các ngươi không sao chứ? Đa tạ Tiêu Viêm học trưởng đã ra tay, nếu không mà nói, hôm nay sợ rằng lại không tránh khỏi một trận đòn. Một gã thanh niên nhìn như đầu lĩnh của đội ngũ này, có chút kích động tiếp nhận thuốc chữa thương Tiêu Viêm đưa tới, vẻ mặt cảm kích nói. Ha ha, cùng là tân sinh, giúp đỡ lẫn nhau tự nhiên là việc nên làm. Tiêu Viêm vô tư cười cười, ánh mắt nhìn bọn họ chằm chằm, đột nhiên nói, các ngươi có muốn phản kháng những tên kia hay không? Nghe vậy, 5 tên tân sinh sửng sốt, bọn họ đương nhiên hiểu được trong miệng Tiêu Viêm bọn họ đó là mấy tên học viên cũ của nội viện, thoáng chần chừ một chút, rồi cắn răng gật gật đầu. 2. Ngày qua, bọn họ chịu không ít oát khí của những tên kia, nhưng bởi vì thực lực chênh lệch, chỉ biết phẫn nộ mà không dám nói gì. Nếu như vậy, ta muốn mời các ngươi giúp đỡ. Tiêu Viêm mỉm cười nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm học trưởng đã cứu chúng ta một lần, có việc gì cứ sai bảo. Nghe những lời của Tiêu Viêm, một gã thanh niên vội vàng vỗ ngực, xem như không có việc gì liền đáp ứng, mấy tên đồng bạn bên cạnh cũng kích động gật gật đầu. Nhìn thấy mấy người này đáp ứng dứt khoát như vậy, Tiêu Viêm cũng ngẩn ra, có lẽ là ngay cả chính hắn không biết, hành động mang theo đội ngũ phản săn trở lại mấy tên ma cũ của hắn. Đã lưu lại ấn tượng khắc sâu ở trong lòng tân sinh lần này, dường như có tuyệt đại đa số đem Tiêu Viêm coi như thần tượng sùng bái trong lòng. Không vì lý do gì, đơn giản là hắn có thực lực và sáng suốt gan dạ, cùng đối kháng với mấy tên học viên cũ khi dễ bọn họ ở bên kia. Ha ha, vậy đa tạ mọi người, ta muốn nhờ các vị phân tán ra, lấy hết khả năng ở trong rừng tìm kiếm những tân sinh khác, sau đó nói cho bọn họ biết nếu muốn đem những tổn thất về hỏa năng lấy lại. Cũng như tin tưởng lời của Tiêu Viêm ta nói, thì tất cả có thể tập hợp đến chỗ này, ta sẽ mang theo bọn họ, cùng mấy tên nội viện học viên cũ kiêu ngạo kia, làm một hồi hung hăng. Tiêu Viêm hướng về phía mấy người chắp tay, sau đó thấp giọng nói, không biết mấy vị có thể đáp ứng hay không. Hảo. Vừa lúc chúng ta cùng với một số tân sinh có liên hệ, bọn họ bởi vì lo lắng bị học viên cũ bắt được, nên đều lẩn trốn. Trên khuôn mặt nổi lên một chút nóng bỏng, 5 tên tân sinh bị lời nói của Tiêu Viêm làm cho cảm động có chút nhiệt huyết sôi trào, bị ức hiếp nhiều ngày như vậy, hiện giờ rốt cuộc cũng có thể phản kháng. Bọn họ làm sao có thể không hưng phấn cơ chứ? Ân, thỉnh các vị tranh thủ thời gian. Mặt khác, nếu ở trên đường một mình gặp đội ngũ học viên cũ, trước hết cứ đem hỏa năng giao cho bọn họ, hỏa năng các ngươi tổn thất, Tiêu Viêm ta sau này sẽ bồi thường lại cho các ngươi. Tiêu Viêm trong lòng nhẹ nhõm thở dài một hơi,
hướng năm người nhắc nhở nói. Nghe vậy, năm tên tân sinh đều gật đầu, chợt hướng Tiêu Viêm chắp tay, nói, Tiêu Viêm học trưởng xin chờ chúng ta mang theo những tân sinh khác lại đây đi. Chỉ cần có ngươi dẫn dắt, như vậy chúng ta cũng sẽ dám di theo ngươi bắt đầu phản kích mấy tên vô lại này. Nói xong, năm người liền nhanh chóng phân tán ra, dưới sự quan sát của Tiêu Viêm, nhanh chóng hướng giữa rừng rậm lẩn đi, sau đó giữa lúc lá cây còn đang rung động, đã biến mất không thấy. Hắc hắc, thu phục xong, kế tiếp, tân sinh chúng ta hội tụ, sau khi tụ tập lại, vậy đại phản kích liền sẽ bắt đầu rồi. Tiêu Viêm đứng dậy, xoay người hướng về phía bốn người cười tủm tỉm nói. Có lẽ là bởi vì kỳ vọng có thể phản kháng nội viện học viên cũ, hiệu suất của năm tên tân sinh kia xuất sắc đến nỗi làm cho Tiêu Viêm cũng có chút kinh ngạc. Thời gian gần đến giữa trưa, đã có tân sinh bắt đầu lục tục thật cẩn thận xuất hiện ở xung quanh mảnh rừng trống trải này. Sau khi bọn họ nhìn thấy Tiêu Viêm năm người xếp bằng nghỉ ngơi tại trong rừng, mới hoàn toàn tin tưởng. Sau đó, trong rừng cây yên tĩnh, bóng người đã bắt đầu kéo tới. Mà đương nhiên khi ánh mắt của bọn họ quét đến năm tên học viên cũ trên thân cây, ác khí trong lòng trầm tích 2-3 ngày, rốt cuộc cũng dễ chịu đôi chút. Tân sinh từ các nơi hội tụ đến đây đều cũng cực kỳ tự giác không có quấy rầy năm người Tiêu Viêm đang nhắm mắt tu luyện, một đám làm thành hình vòng trong, đem năm người Tiêu Viêm vây vào giữa. Trên mặt đất trống trải, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tân sinh từ trong rừng rậm lục đục lướt ra, ánh mắt của bọn họ đều không tự chủ được mà hội tụ trên người của thanh niên áo bào đen ở chính giữa khu đất trống, trong ánh mắt mơ hồ mang theo vài phần sùng bái nóng bỏng. Lúc này, con mắt Tiêu Viêm nhắm chặt, rốt cuộc cũng chậm rãi mở ra, nhìn tân sinh đang hứng thú ngồi xếp bằng ở xung quanh. Hơn nữa ánh mắt sáng ngời, trên khuôn mặt hắn hiện lên một chút tươi cười vui mừng, số lượng này đã không làm cho hắn thất vọng. Các vị, các ngươi muốn đem oán khí chịu đựng 2 ngày nay đưa trả lại cho mấy tên học viên cũ nội viện luôn tự cho là đúng kia không? Khẩu khí Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, thanh âm bỗng nhiên vang lên ở trong rừng. Muốn, thanh âm tức giận chỉnh tề trầm thấp, đem lá cây trong rừng chấn cho run rẩy. Nhìn ấm ức nộ hỏa cùng oán phẫn dâng lên trên khuôn mặt mấy tân sinh bên kia, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hắn muốn, chính là loại tức giận từ phẫn nộ hội tụ lên. Nhánh cây trong rừng bỗng nhiên dao động một trận, 2-3 bóng người lướt ra, nháy mắt đảo qua mấy chục đạo ánh mắt giữa sân. Tiêu Viêm học trưởng, chúng ta đã chiếu theo lời ngươi, đem vị trí của chúng ta lộ ra cho 3 chi đội ngũ nội viện học viên cũ kia, hiện tại bọn họ đang hướng bên này chạy tới. Hảo, bàn tay chém xuống một chỗ thật mạnh, Tiêu Viêm đột nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn xung quanh, tuy rằng mấy tân sinh bên kia hình tượng chật vật, nhưng trong mắt đều bị lửa giận tràn ngập. Trầm giọng nói, các vị, ẩn núp thân hình cho tốt, hôm nay chúng ta sẽ cấp cho đám học viên cũ vinh váo tự đắc này một cái tát thật đau. Theo thanh âm Tiêu Viêm vừa dứt, gần 40 mấy tân sinh, giữa sân nhất thời cực kỳ nhanh nhẹn xông vào bên trong đám cây cối rậm rạp xung quanh, gần như là trong nháy mắt, vốn trên khu đất trống đông đúc người giờ lại trở thành trống rỗng. Mấy vị, chuẩn bị tốt đi, chúng ta sẽ nhổ cỏ, bứng gốc bọn chúng. Tiêu Viêm hướng về phía Huân Nhi bốn người mỉm cười nói. Ân. Rừng cây rậm rạp, trên đỉnh đại thụ, 2 gã lão giả ngồi xếp bằng lại mở 2 mắt ra, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, tiếng cười nhẹ. Hắc hắc, náo nhiệt đây rồi. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 439 Cường giả đối chiến. Phía trên mảnh đất trống trải, 5 người Tiêu Viêm ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần. Cả khu rừng lúc này đều lâm vào trạng thái yên tĩnh, nhưng mà trong không khí thoáng có chút áp lực báo hiệu bão sắp đến. Một màn yên tĩnh này không biết kéo dài đã bao lâu. Lúc này, đôi mắt đang nhắm nghiền của Tiêu Viêm đột nhiên mở ra hướng về phía bắc của khu rừng. Trong phạm vi linh hồn lực của Tiêu Viêm phát hiện hơn 10 hơi thở cường giả tại nơi đó. Đến rồi. Nhẹ thở ra một hơi, Tiêu Viêm cử động thân thể, trong đan điền đấu khí lưu chuyển từ chậm rãi đến như thác lũ từ giữa đến các kinh mạch trong cơ thể, khiến Tiêu Viêm cảm giác tràn đầy lực lượng. Trước trận đại chiến, Tiêu Viêm luôn muốn mình đạt trạng thái đỉnh cao. Nghe được lời nhắc nhở của Tiêu Viêm, 4 người Huân Nhi ngồi một bên cũng mở mắt ra, khẽ gật đầu. Đấu khí mang hào quang nhàn nhạt quanh thân họ như ẩn như hiện cùng Tiêu Viêm đợi một hồi đại chiến sắp tới.
Lời Tiêu Viêm vừa nói ra thì rừng cây phía xa bỗng nhiên rung động mạnh, hơn 10 bóng người từ nơi đó như những cái bóng thiểm lược xuất hiện, những bàn chân cơ hồ như đồng thời đạp mạnh trên nền đất mang. Theo hơi thở mạnh mẽ như sóng cuộn hướng tới vị trí 5 người Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng. Ầm. Ngay khi những hơi thở áp bách kia ập đến, năm thước xung quanh phạm vi 5 người Tiêu Viêm chợt xuất hiện 5 cỗ ánh sáng đấu khí bất đồng từ trong cơ thể. 5 người bạo phát ra tạo thành tấm màn đấu khí bao bọc cả mảnh đất chống lại chống đỡ với luồng hơi thở cường hãn kia. Quả nhiên là có chút bản lãnh, khó trách có thể kiêu ngạo như thế. Nhìn thấy khí thế áp bách như vậy mà không có nửa điểm tác dụng với 5 người Tiêu Viêm, một vị thanh niên khuôn mặt tươi cười trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc khẽ cười nói. Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt quét qua hơn 10 người đứng đối diện trên bãi đất trống. Chính xác vừa vặn là 15 người. Như vậy, ngoại trừ đám hắc bạch song sát ở ra thì ba chi đội ngũ tham gia cuộc săn toàn bộ đã tới đủ. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, miệng mang theo một chút ý cười nói, rốt cuộc đã đến đông đủ thanh âm quanh quẩn trên bãi đất trống. Các ngươi chớ kiêu ngạo, dừng lại ở đây đi. Giao tinh tạp ra đây, một tên thanh niên da màu không biết vì duyên cớ gì mà sắc mặt có chút trở nên hơi trắng liếc mắt nhìn 5 người Tiêu Viêm nói. Đừng tưởng rằng mình có vài phần thực lực liền muốn đánh vỡ quy tắc. Đã nhiều năm nay, trong những cuộc săn hỏa năng có một quy tắc là để cho các học viên cũ tại khu rừng này hướng các tân sinh kiêu ngạo mà dạy chút quy cũ. Cái này đối với cuộc sống của các ngươi trong học viện sau này sẽ tốt hơn. Cho nên cái quy tắc này mới có thể tồn tại nhiều năm như vậy mà không ai có thể đánh vỡ nó. Các ngươi nếu muốn trở thành người đầu tiên ăn tiệc, chỉ sợ là nên chuẩn bị tâm lý để trả một cái giá rất đắt đó. Tiêu Viêm cười, bàn tay nắm huyền trọng xích, chợt một bóng đen với hình dáng huyền trọng xích hiện lên mang theo cỗ kình khí hướng mặt đất áp xuống khiến đám lá khô bị thổi bay tán loạn. Hắn liếc mắt về phía ba chi đội ngũ một cái rồi nói, đừng nói với ta những thứ quy tắc cổ hủ gì gì đó. Các người đã có thể cướp hỏa năng trong tay chúng ta vì cái gì mà không thể. Chỉ cần có thực lực, con mồi và thợ săn tùy thời đều có thể thay đổi vị trí. Mà bây giờ, các người chính là con mồi của chúng ta. Thực cuồng vọng, bất quá người như thế trước đây ta đã gặp qua không ít. Nhưng những người đó cuối cùng ở trong học viện đều không được thoải mái cho lắm. Một gã thanh niên thân hình cao lớn cười lạnh nói. Nhìn vị trí đứng của hắn, tựa hồ cũng là đầu lĩnh của một chi đội ngũ. Hắn có làn da xám trắng trông có chút quỷ dị, trông giống như pho tượng bằng nham thạch. Thân người hắn bề ngang so với người thường phải lớn hơn ước chừng hai bên là cả vòng cánh tay, mang lại cảm giác tràn đầy lực lượng. Ta thừa nhận các người đích xác rất mạnh. Bất quá vì thể diện của học viên cũ cho nên lúc này đây chúng ta cũng không có ý định công bình chiến đấu. Tên thanh niên khuôn mặt tươi cười hướng về phía Tiêu Viêm nhún vai, sau đó hướng hai gã thanh niên lúc nãy nói chuyện, lăng bạch. Tu nham cùng nhau động thủ nào, chỉ với đội ngũ của ta muốn trong khoảng thời gian ngắn thu được thắng lợi e là có chút khó khăn. Ừ lăng bạch, tu nham thoáng chỉ hoãn một chút liền gật đầu, cho dù phải mang tiếng là lấy nhiều đánh ít. Bọn họ cũng phải cho đám tân sinh kiêu ngạo này một bài học. Nếu để chuyện đám tân sinh này cướp ngược trở lại bị truyền vào nội viện, như vậy những học viên khóa trên tham gia vào cuộc săn hỏa năng lần này tại nội viện không thể ngốc. Đầu lên nổi, hai người vừa gật đầu, 15 cỗ hơi thở hùng hồn đột nhiên bạo phát tại giữa bãi đất trống. Những luồng hơi thở hình thành nên năng lượng dao động trực tiếp cuốn những đám lá cây héo khô trên mặt đất bay đầy trời. Thật có lỗi, kỳ thật chúng ta cũng không có ý định công bình chiến đấu. Nheo mắt lại nhìn hào quang đấu khí chói mắt phía đối diện, Tiêu Viêm cười, chợt vung tay lên, một tiếng huyết sáo bén nhọn từ miệng hắn phát ra vang vọng khắp khu rừng. Tiếng huyết sáo của Tiêu Viêm vừa hạ xuống, từ đám bụi rậm xung quanh, mấy chục bóng người đột nhiên phóng ra hình thành một vòng tròn đem 15 tên học viên cũ bao vây lại. Tại bên ngoài cơ thể bọn họ, đủ loại màu sắc đấu khí ngưng tụ lại. Mặc dù tính thực lực riêng lẻ từng người bọn họ không thể so với đám học viên cũ này. Mấy chục cỗ đấu khí đồng thời xuất hiện, tập trung thành một phần khí thể của bọn họ. Khi mấy chục bóng người vừa xuất hiện, sắc mặt ba gã thanh niên đầu lĩnh liền trở nên khó coi. Lúc này, bọn họ rốt cuộc đã hiểu được, sắc mặt thoáng âm trầm nói, những tin tức lúc trước có phải các người cố ý tung ra. Cảm thụ được 40 cỗ khí thế từ đám tân sinh kia, Tiêu Viêm trong lòng nhẹ thở dài một hơi. Có đám tân sinh này hỗ trợ, hắn tin tưởng có thể đem ba chi đội ngũ này hoàn toàn tiêu diệt. Hảo thủ đoạn A,
thật không nghĩ tới ngươi có thể quyết đoán như thế, đem toàn bộ tân sinh triệu tập đến đây. Tiêu Viêm điềm nhiên không trả lời. Thấy thế, tên thanh niên kia trong thanh âm không khỏi mang theo chút vẻ ngưng trọng và kinh dị. Tại cuộc săn hỏa năng năm trước, cũng có không ít tân sinh muốn hội tụ cả đám tân sinh cùng nhau hướng học viên cũ tranh đoạt. Nhưng phàm là những kẻ có thể thông qua cuộc thi tuyển vào nội viện, có kẻ nào không? Phải là kẻ có thực lực. Muốn bọn chúng nghe lời người khác chỉ huy, tự nhiên là chúng không muốn. Cho nên những cuộc đi săn hỏa năng trước kia, rất hiếm có người nào có thể triệu tập tất cả tân sinh lại cùng nhau. Nhưng hiện tại, Tiêu Viêm lại làm được, khó trách hắn tự tin như vậy. Quá khen. Tiêu Viêm cười nhạt, tay cầm huyền trọng xích chậm rãi nâng lên nói, làm phiền đem hỏa năng giao ra đây, đồng bạn tân sinh chúng ta có rất nhiều người bị các người đoạt lấy. Cho nên bọn họ cần lấy lại đồ của mình a. Tên thanh niên kia thở dài một tiếng, nghiêng đầu hướng Lăng Bạch và Tu Nham nói, xem ra hôm nay chúng ta chỉ có thể liên thủ khổ chiến một trận rồi. Ừ, ta cũng muốn thử xem 5 người đứng đầu lần thi tuyển năm nay rốt cuộc mạnh mẽ cỡ nào. Tu Nham thân hình cao lớn chậm rãi siết chặt nắm tay, cơ bắp trên cánh tay nổi vòng lên trông như thép nguội, cơ thể kích thích phóng xuất lực lượng. Bắt giặc trước bắt vua, đám tân sinh kia tuy nhiều, nhưng bọn họ so với tên Tiêu Viêm kia thật quá yếu. Đánh bại hắn, đội ngũ tân sinh tự nhiên tan rã. Tô Tiếu, xem ra chúng ta 3 người lần này phải hợp tác thật rồi. Lăng Bạch trong mắt lóe lên một chút sắc bén, liếc mắt một cái liền nhìn ra nhược điểm chí mạng của đám tân sinh. Được, lấy cứng đối cứng đi, mạnh mẽ xé rách tấm chắn của chúng. Nghe vậy, Tô Tiếu mỉm cười gật đầu, cánh tay nhẹ nhàng hạ xuống, thanh âm chậm rãi truyền ra, ta cùng Lăng Bạch. Tu Nham ngăn 3 tên đối diện, những người khác ngăn đám tân sinh kia cùng 2 vị nữ sinh xinh đẹp. Nghe Tô Tiếu ra lệnh, 12 tên nội viện học viên cũ đều gật đầu. Tân sinh mặc dù nhân số đông nhưng thực lực kém bọn hắn một chút, ngăn bọn chúng lại cũng không phải vấn đề lớn. Thở ra một hơi, Tô Tiếu chậm rãi bước ra từng bước, Lăng Bạch và Tu Nham bên cạnh cũng đồng thời bước ra. Mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung động, 3 cỗ hơi thở ước chừng lục thất tinh đại đấu sư từ trong cơ thể 3 người bạo phát quét ngang mặt đất trống trải. Đây là một trận cứng đối cứng giữa nam nhân với nhau à. Ngươi cùng hổ ra hỗ trợ đám tân sinh ngăn cản 12 tên học viên cũ kia đi. Sắc mặt ngưng trọng nhìn khí thế 3 người Tô Tiếu, Tiêu Viêm nghiêng đầu nói với Huân Nhi, ừ, Tiêu Viêm ca ca cẩn thận. Khẽ gật đầu, cùng hổ ra chậm rãi lui về sau, Huân Nhi thân hình chợt lóe liền nhập vào đội ngũ đám tân sinh. Tên cao to kia, giao cho ta. Ngô Hạo đảo mắt qua 3 người Tô Tiếu rồi dừng lại trên người tên ra tay màu nham thạch, bình tĩnh nói. Hắn am hiểu lực lượng cùng tốc độ, bởi vậy khi hắn chọn đối thủ tự nhiên là ưu tiên thiên hướng lực lượng. Tên mặt trắng kia, để cho ta đi. Bạch Sơn thoáng chần chừ một chút, ánh mắt dồn trên người Lăng Bạch nói. Đã vậy thì vị Tô Tiếu học trưởng để cho ta tới lĩnh giáo đi. Tiêu Viêm mỉm cười, huy động trọng xích trong tay mang theo tiếng gió, khiến đám lá khô trên mặt đất đều bị thổi bay. À, không nghĩ tới lại bị người ta sắp xếp lựa chọn. Thấy hành động của 3 người Tiêu Viêm, Tô Tiếu cười cười, bàn tay chậm rãi giơ lên, rồi đột nhiên hạ xuống, trong tiếng cười thoáng có chút sát khí, tốc chiến tốc thắng. Nhớ kỹ, không được khinh thị, 3 tên này đều rất mạnh. Ừ, Lăng Bạch cùng Tu Nham sắc mặt ngưng trọng gật đầu. 3 người hừ nhẹ một tiếng, thân hình hóa thành 3 đạo tàn ảnh, như 3 tia chớp hướng 3 người Tiêu Viêm mà tới. 3 người Tô Tiếu thoáng động đậy, 3 người Tiêu Viêm cũng hô to một tiếng, đồng thời biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện trở lại, 6 đạo nhân ảnh đã tới giữa mảnh đất trống mạnh mẽ đối chiến, trùng kích vào nhau. Các bạn đang nghe chuyện Đấu Phá Thương Khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 440, Đại chiến phát sinh. Thình thịch, trên khu đất, 6 đạo nhân ảnh nhanh như chớp xé nát mọi sự chướng ngại của không gian, ngay lập tức tiếp xúc với nhau tại trung ương của khu đất. Trong lúc nhất thời, đấu khí giống như núi lửa phun trào, tràn ra giữa không trung. Đấu khí va chạm vào nhau hình thành nên một trận cuồng phong đấu khí mãnh liệt, đem tất cả lá khô trên mặt đất chấn thành cho bụi. Đối thủ của Tiêu Viêm chính là thanh niên có tên gọi là Tô Tiếu, thể hình của hắn nhỏ nhất trong 3 người đội trưởng, tuy nhiên dựa vào việc phân phó trước đó của hắn, tên này hẳn là mạnh hơn 2 gã còn lại một ít,
nếu không thì lấy ngạo khí phát ra trên nét mặt của Lăng Bạch và Tu Nham, căn bản là sẽ không để ý nhiều đến lời nói của hắn. Nhưng mà vừa rồi, tất cả đề nghị của Tô Tiếu, cả hai đều không có phản đối, hiển nhiên đã xem Tô Tiếu giống như thủ lĩnh. Duy, Huyền Trọng Xích to lớn xé nát không gian mà đi, giống như Thái Sơn áp đỉnh, mang theo một đạo bóng đen mờ ảo cùng với luồng kình phong dữ dội, trực tiếp đánh thẳng vào Tô Tiếu đang ở trước mắt. Tại thời điểm đại xích cách đỉnh đầu của Tô Tiếu nửa thước, thân thể hắn giống như một chiếc lá bị một cơn gió nhẹ thổi bay, nhẹ nhàng thối lui một bước. Mà đại xích mang theo kình phong lại đang quét qua mặt hắn với khoảng cách chỉ có nửa tấc, kình phong ẩn chứa trong đó, làm cho đầu của Tô Tiếu phải bật ngửa ra sau. Lực lượng rất mạnh, hiểm hiểm tránh thoát khỏi đòn công kích bằng trọng xích của Tiêu Viêm, Tô Tiếu cười một tiếng, chợt mũi chân điểm xuống đất một chút. Thân thể giống như không có trọng lượng, đột nhiên vọt tới trước, trong nháy mắt liền tiến sát Tiêu Viêm, tay áo bào khẽ chấn động, chỉ thấy hai thanh chủy thủ màu đen dài khoảng hai tấc từ trong tay áo bay vào trong tay của Tô Tiếu. Bàn tay chợt huy động giống như một cái bánh xe gió, chủy thủ không một tiếng động mang theo từng đạo bóng mờ đến khi lốc xoáy lượn lờ trên mũi chủy thủ. Đồng thời trực tiếp hướng về phía Tiêu Viêm bay tới tạo ra một trận tàn ảnh làm cho người ta nhức đầu hoa mắt. Tốc độ công kích của chủy thủ nhanh tới mức kinh người, Tiêu Viêm tự nhận không thể đạt được tốc độ đó. Bất quá mặc dù không thể làm được nhưng nếu phòng ngự thì không phải quá mức khó khăn, Huyền Trọng Xích mặc dù thể tích lớn, trọng lượng của nó đồng dạng cũng là ưu thế khó có thể che giấu. Trọng Xích bay trở về, liền giống như một tấm chắn xuất hiện ngay trước mặt Tiêu Viêm, mà đợt tấn công bằng chủy thủ gần như liên miên bất tuyệt của Tô Tiếu cũng đều dừng ở trên thân xích, lập tức liền nghe thấy những tiếng đinh đương cùng với tia lửa bắn ra liên tiếp, chỉ trong khoảng thời gian mấy đợt hô hấp. Tô Tiếu điên cuồng huy động được gần 23 lượt chủy thủ, nhưng mà thế công như sấm sét của chủy thủ vẫn bị Tiêu Viêm toàn bộ chặn lại bằng sức phòng ngự kiên cố của trọng xích. Từ những đạo lốc xoáy lượn lờ tại quanh thân Tô Tiếu cho thấy, loại đấu khí mà hắn tu luyện hẳn là thuộc loại nhanh nhẹn cùng linh động đấu khí, phong đấu khí. Bởi vậy, tốc độ nhanh nhẹn của hắn rất làm cho người ta kinh hãi. Sau khi nhìn thấy một vòng công kích mãnh liệt không có hiệu quả, hắn vẫn không có lui lại. Ngược lại dựa vào thân pháp nhẹ nhàng giống như lá rơi của mình, không ngừng tại quanh thân của Tiêu Viêm lượn lờ. Chủy thủ trong tay đôi lúc lại tạo nên từng đạo đường cong lạnh lùng, nhắm vào những khe hở mà Tiêu Viêm tình cờ lộ ra. Lực sát thương của trọng xích trong tay Tiêu Viêm ở khoảng cách xa, đối với hắn mà nói là một loại uy hiếp cực lớn. Bởi vậy không thể để cho Tiêu Viêm có bất cứ cơ hội kéo giãn khoảng cách nào. Nếu đã đánh, thì cần phải áp bức cho đến khi đối phương không còn lực để phản kích. Ở trong nội viện những lúc cùng người chiến đấu, Tô Tiếu đều dựa vào thân pháp cùng tốc độ công kích mà mình tự hào, làm cho không biết bao nhiêu kẻ khiêu chiến với hắn không thể phát huy ra được toàn bộ thực lực, liền bị ép tới mức hoàn toàn rơi vào hạ phong. Học viên có cấp bậc lục tinh đại đấu sư của nội viện. Quả nhiên thực lực rất mạnh, thân thể đột nhiên chấn động rất nhỏ. Trọng xích trong tay của Tiêu Viêm giống như một tấm lá chắn, mau chóng chuyển động không ngừng xung quanh cơ thể. Dư quang trong ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh. Mặc dù thân pháp cùng với tốc độ công kích của Tô Tiếu vượt ngoài dự kiến, nhưng đối với người lấy linh hồn lực làm mắt như Tiêu Viêm mà nói, mặc kệ đối phương xuất thủ lúc nào, đều bị hắn thu vào trong lòng, sau đó liền bày ra phòng ngự. Bởi vậy, nhìn vào tình huống giống như là Tô Tiếu đang tiến hành mãnh liệt công kích, nhưng đối với Tiêu Viêm lại không tạo ra được nửa điểm uy hiếp. Mà dựa vào lần đầu tiên tiếp xúc, Tiêu Viêm cũng đã đại khái nắm được thực lực của Tô Tiếu. Trong lòng không khỏi sợ hãi than một tiếng, tuổi của Tô Tiếu có lẽ khoảng 25. Mặc dù tốc độ tu luyện như thế so với hắn vẫn còn có chút chênh lệch, nhưng tuổi như vậy mà đã có thực lực như thế, cũng là đã rất giỏi rồi. Nhớ lại ngày Tiêu Viêm còn ở Gia Mã Đế Quốc, những cường giả cấp bậc đại đấu sư mà hắn gặp được, ngoại trừ Nạp Lan Yên Nhiên có hoàn cảnh đặc thù ra, đại đa số người có cấp bậc này đều ở vào tuổi trung niên. Hơn nữa, trong số đó còn có phụ thân của Tiêu Viêm, Tiêu Chiến. Bởi vậy có thể thấy được, lấy thực lực của Tô Tiếu mà đặt ở bất kỳ chỗ nào trong Gia Mã Đế Quốc, chỉ sợ đều bị mọi người gọi là thiên tài, tại nội viện lại không tính là hiếm thấy. Không hổ là địa bàn nòng cốt của Già Nam Học Viện A, nội viện này thật sự càng ngày càng làm cho người ta tò mò. Tiêu Viêm nói thầm trong lòng một chút. Cánh tay chấn động,
Đại Sích đột nhiên đánh về phía sau, cuối cùng đem hai thanh chủy thủ nhanh như tia chớp kia bắn ngược trở về. Tại trong lúc Tiêu Viêm còn đang chiến đấu mãnh liệt, ở địa phương khác cũng là đang ầm ầm diễn ra những trận đấu làm cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Trong lúc nhất thời, vốn dĩ là một mảnh rừng yên tĩnh. Tiếng la hét, tiếng đao kiếm va chạm cùng với tiếng nổ của đấu khí vang lên không ngừng, tựa như là tiếng pháo nổ, quang cảnh cực kỳ náo nhiệt. Đối mặt với Lăng Bạch có thực lực xấp xỉ với mình, Bạch Sơn cũng không dám có một chút chậm trễ, ngân thương trong tay giống như lôi điện, trong lúc mãnh mẽ huy động. Lôi điện cắt qua không khí mang theo từng đạo âm thanh suy đối với thực lực mà Bạch Sơn phát ra, Lăng Bạch cũng có một chút cảm thấy ngoài ý muốn, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Trong tay một thanh đại đao lấp lánh hàn quang, bổ mạnh, nâng lên, phía trên thân đao, hàn khí sắc lạnh, đao phong ngẫu nhiên xẹt qua áo bào của Bạch Sơn, liền làm cho trên da tay nổi lên một ít điểm hồng. So sánh với cuộc chiến của Tiêu Viêm và Bạch Sơn, bên phía Ngô Hạo cũng là làm cho người ta kinh hồn nhất, người thanh niên tên gọi là Tu Nham. Vẫn chưa sử dụng vũ khí, chẳng qua trong lúc chiến đấu, toàn thân của hắn cũng đều lượn lờ một cổ đấu khí màu xám trắng, mà ở trong sự bao trùm của cổ đấu khí này. Da tay vốn dĩ là xám trắng, trông càng giống như là một khối đá núi, cảm giác giống như là đang có một loại lực lượng mạnh bạo đập vào trong mắt. Trong lúc song quyền huy động, nắm tay cực lớn đánh ra trông giống như một hòn đá đang bay tới, nếu là một người nhát gan sợ là cũng không dám cùng hắn đấu cứng. Công kích của Tu Nham hoàn toàn không có nửa điểm hoa mỹ, thuần túy là dựa vào lực lượng, nếu như đổi lại là một người khác cùng hắn đối chiến, có lẽ sẽ chọn phương thức tránh né. Mà Ngô Hạo lại không giống như vậy, từ việc hắn sử dụng trọng kiếm có màu đỏ của máu với kích cỡ xấp xỉ trọng xích của Tiêu Viêm cho thấy, lực lượng của hắn đồng dạng cũng là có chút khủng bố, mà cũng đúng là như thế, đối mặt với sự công kích kiên cường của Tu Nham, hắn thủy chung vẫn không có thối lui nửa bước. Huyết sắc đấu khí cuồn cuộn không ngừng từ trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra, chợt trọng quyền huy động, mang theo những tiếng nổ mạnh bạo không ngừng cùng Tu Nham lấy cứng đối cứng. Mà cách đánh không tránh không né của hắn cũng làm cho Tu Nham càng đánh càng thấy sảng khoái. Tại bên trong nội viện, những lúc cùng người chiến đấu, rất ít người lại cùng hắn chiến đấu như vậy, lập tức không nhịn được vui sướng trong lòng, ngửa mặt lên trời cười to. Nhưng cười là cười, nắm tay của hắn vẫn không có nửa điểm chậm lại, ngược lại thế công càng thêm sắc bén, tiếng quyền phong vù vù vang lên, làm cho người ta đau cả màng nhĩ, trong vòng nửa thước quanh thân, phàm là lá khô bay lên dính vào nắm tay, liền bị chấn thành từng mảnh nhỏ. Bên trên khu đất, chiến đấu không ngừng phát ra tiếng nổ kịch liệt của năng lượng, sáu đạo bóng người cuốn lấy nhau, đấu khí như đao, những lúc ngẫu nhiên bắn ra liền đem cây cối ở một bên chém thành hai đoạn, ở bên ngoài của ba chỗ chiến trường. Náo nhiệt nhất tự nhiên là phải thuộc về trận loạn chiến của đám tân sinh cùng với 12 gã lão sinh, đấu khí với đủ loại màu sắc đem chiến trường vẽ lên những màu sắc sặc sỡ, trông cực kỳ huyễn lệ. Tại trong vòng hỗn loạn, mặc dù tân sinh nhân số chiếm số lượng nhiều, nhưng lại chịu thiệt ở chỗ không có sự phối hợp ăn ý. Mà trái lại là 12 tên lão sinh, không chỉ có thực lực cá nhân hơn xa tân sinh, hơn nữa có thêm sự phối hợp ăn ý, do vậy mà hơn xa đội ngũ tân sinh. Bởi vậy, sau khi trận đấu bắt đầu, đôi lúc liền có tân sinh bị đánh bay từ trong vòng chiến ra ngoài. Thế nhưng hoàn cảnh không tốt của tân sinh, ngay sau khi Huân Nhi cùng Hổ Gia gia nhập cũng là dần dần được xoay chuyển trở lại. Bởi vì có người dẫn dắt, cho nên công kích của tân sinh dần dần trở nên quy cũ, cuối cùng Huân Nhi cùng Hổ Gia đều tự mình mang theo một đám tân sinh. Tựa như hai thanh đao nhọn, trực tiếp xé rách vòng phòng ngự của 12 danh lão sinh, đem đội ngũ của 12 người phân ra, từ từ thu thập. Không cần phải nói, Huân Nhi cùng Hổ Gia tác dụng quả thật cực kỳ trọng yếu, sau khi đem phòng ngự của đối phương đánh vỡ. Đội ngũ của lão sinh có chút hoảng loạn cả lên, chỉ vẻn vẹn thời gian 7-8 phút. Liền có thêm thân thể 2-3 tên lão sinh đồng thời bị hơn 10 cú cả quyền lẫn cước mạnh mẽ đánh bay ra khỏi vòng chiến, sau đó là hộc máu rồi ngã xuống mặt đất. Cả chiến trường lúc này đều trở nên gay cấn, trình độ chiến đấu thảm thiết tới mức làm cho người ta có chút trợn mắt há mồm. Ngoại trừ không có phát sinh tai nạn chết người, không ít người bởi vì đỏ mắt mà đem đối thủ đánh thành trọng thương, ở trong đó có tân sinh cũng có cả lão sinh. Tóm lại, hỏa năng cuộc săn năm nay chỉ sợ là sẽ làm oanh động cả nội viện, bởi vì nguyên nhân chính là trong vòng gần 10 năm nay, lần đầu tiên xuất hiện tân sinh đem lão sinh bức đến trình độ này.
Ở trong lúc chiến đấu đang tiến vào thời điểm gay cấn, trận chiến của Tiêu Viêm rốt cuộc đã xuất hiện biến cố. Trải qua hơn 10 phút giao thủ, Tiêu Viêm gần như đã hoàn toàn hiểu được phương thức công kích của Tô Tiếu. Kế tiếp, thế công như cuồng phong bạo vũ của hắn có lẽ là cũng nên kết thúc. Dùng bàn tay nắm chặt trọng xích, Tiêu Viêm quát khẽ một tiếng, thân thể giống như con quay xoay tròn không ngừng. Từng đạo bóng đen to lớn mờ ảo mang theo kình phong khủng bố, đem phạm vi hai thước xung quanh thân toàn bộ bao phủ. Đinh! Tiêu Viêm đột nhiên thu lại công kích, cũng làm cho Tô Tiếu có chút ngoài ý muốn, thân hình mau chóng lui lại. Chủy thủ tinh xảo trong tay điểm vào trên thân xích, hơi hơi mượn lực, thân thể liền nhảy lên không trung. Nhìn thấy Tô Tiếu nhảy lên, Tiêu Viêm khóe miệng xuất hiện một nụ cười lạnh, đột nhiên đem trọng xích trong tay cắm xuống đất, hai tay mau chóng kết ấn, chỉ nháy mắt sau. Đầu hơi hơi ngửa ra phía sau, miệng hút vào một hơi, chợt đột ngột mở ra. Ngay lúc đó, một đạo kỳ dị sóng âm ẩn chứa tiếng hổ gầm từ miệng Tiêu Viêm bạo giống mà ra. Tiếng hô vừa mới từ trong miệng Tiêu Viêm giống ra, đem Tô Tiếu đang ở đối diện với hắn cảm giác như bị một đạo tiếng sấm mạnh mẽ tại trong đầu ầm ầm vang lên. Trong nháy mắt, đầu óc Tô Tiếu đường như là rơi vào một loại trạng thái ngây ngất, mơ mơ màng màng. Sư hổ toái kim ngâm. Tiêu Viêm tại trước khi đi vào nội viện, liền đã bước đầu tu luyện thành công loại đấu kỹ sóng âm này, hiện giờ đem ra thi triển, lấy được hiệu quả khả quan. Mặc dù trạng thái ngẩn ngơ của Tô Tiếu chỉ kéo dài trong nháy mắt, nhưng trận chiến quyết liệt. Lần này, chỉ trong một cái chớp mắt, thắng bại liền đã phân biệt rõ ràng. Các bạn vừa nghe xong tập 44 của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.